của tuần vừa rồi. Hôm nay thì cô trình bày lý thuyết thứ ba, đó là lý thuyết của Carl Jung, lý thuyết về analytical psychology hay còn gọi là lý thuyết deep psychology. Chúng ta gọi đó là tâm lý học chiều sâu. Trong ba cái lý thuyết, thứ nhất là lý thuyết của Sigmund Freud là psychoanalysis. Thứ hai là lý thuyết của Alfred Adler, đó là individual psychology and compensation. Và hôm nay chúng ta sẽ nói lý thuyết thứ ba, đó là lý thuyết deep psychology. Cả ba lý thuyết này ấy, nó đều có điểm tương đồng, đó là đều nhấn mạnh cái chiều sâu của tâm thức có ảnh hưởng rất quan trọng đối với hành vi của con người. Nó là cái tác động rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt. Cho nên cả ba lý thuyết này á đều gọi đó là psychodynamic. Dynamic có nghĩa là thúc đẩy mạnh mẽ. Hành vi mà được giải thích là được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cái chiều sâu của tâm thức thì chúng ta gọi đó là thuộc về trường phái này đây. Nhiều người gọi đó là trường phái phân tâm học. Cái từ psychodynamic thì nhiều người dịch ra nó là phân tâm học, nhưng mà thực ra ấy, phân tâm học đó là lý thuyết của Sigmund Freud, lý thuyết về psychoanalysis. Nhưng mà tất cả các lý thuyết này đều dựa trên nền tảng của phân tâm học của Sigmund Freud. Cho nên cái từ psychodynamic ấy, nhiều người vẫn hiểu, ngầm hiểu đó là phân tâm học. Bởi vì lý thuyết của Carl Jung hay lý thuyết của Alfred Adler ấy mang những tên gọi khác nhau, nhưng mà thực ra cũng đều dựa trên nền tảng của phân tâm học, dựa trên nền tảng lý thuyết của Sigmund Freud. Nền tảng của lý thuyết của Sigmund Freud, cô lại nhắc lại, đó là trong ba tầng của tâm thức thì Sigmund Freud, cái trường phái phân tâm học này nhấn mạnh cái tầng bậc chiều sâu, đó là tiềm thức, hay chúng ta còn gọi là vô thức và tiền ý thức. Vô thức và tiền ý thức thì chúng ta gộp chung lại bằng một từ, đó là tiềm thức. Hôm nay thì cô sẽ giới thiệu lý thuyết còn lại của trường phái phân tâm học, hay chúng ta còn gọi là trường phái psychodynamic. Cái lý thuyết còn lại đó là lý thuyết của Carl Jung, lý thuyết chúng ta gọi đó là tâm lý học chiều sâu. Trước hết thì cô giới thiệu sơ qua một chút về Carl Jung. Carl Jung là gốc, cái nền tảng của Carl Jung ấy là về về ngành y, nhưng mà sau ấy thì ông chuyển sang lĩnh vực về tâm lý học. Ban đầu thì ông là học ở trường y, nhưng mà ông lại nghiên cứu nhiều về về trị liệu về 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 tâm lý. Và Carl Jung ấy là người rất ủng hộ cho trường phái phân tâm học. Ông rất là tâm đắc với trường phái phân tâm học và ông cũng ủng hộ cho trường phái phân tâm học. Mà như cô đã nói với các em thứ hai tuần trước ấy, là phân tâm học ra đời gây rất nhiều sóng gió, là một trong những trường phái gây nhiều sóng gió, có nghĩa là số người ủng hộ cũng rất là nhiều, số người phản đối cũng rất là nhiều. Thì trước những sóng gió, trước những làn tên mũi đạn, trường phái phân tâm học phải chịu đựng, thì Carl Jung là người, bởi vì ông rất là tâm đắc với phân tâm học, cho nên ông là người luôn luôn đứng ra để bảo vệ cho phân tâm học, cho lý thuyết phân tâm học. Và Sigmund Freud hy vọng rằng Carl Jung sẽ là người kế tiếp Sigmund Freud để phát triển phân tâm học. Mặt khác thì Sigmund Freud thấy Carl Jung là một người rất là thông minh. Sigmund Freud ngưỡng mộ về sự thông minh của Carl Jung, cho nên là Sigmund Freud có đề cử Carl Jung là chủ tịch hội phân tâm học quốc tế, hội phân tâm học trên toàn thế giới. Như lần trước thì cô có nói với các em là Alfred Adler ấy được đề cử là chủ tịch hội phân tâm học của Áo,
Thì bây giờ Gạc Jung được đề cử là Chủ tịch Hội Phân tâm học Quốc tế. Thế nhưng mà làm cái là cũng chỉ 3 năm sau thôi. Nếu như hôm trước cô có giới thiệu với các em, hay là nếu như các em có đọc sách ấy, thì các em sẽ thấy là đối với Alfred Adler ấy, sau 3 năm làm Chủ tịch Hội Phân tâm học Áo thì Alfred Adler cũng đã xin rút ra khỏi phân tâm học, rút ra khỏi hội phân tâm học và cũng xin từ chức chủ tịch hội phân tâm học của Áo, bởi vì Alfred Adler có những quan điểm rất khác, quan điểm về mặt khoa học rất khác với Sigmund Freud, và Sigmund Freud không thể chấp nhận được điều đó. Sigmund Freud rất là bảo thủ, không thể chấp nhận được điều đó, và Sigmund Freud cho rằng Alfred Adler đã làm biến chất phân tâm học. Và cái mối quan hệ giữa hai người ấy, ngày càng trở nên căng thẳng. Cho nên Alfred Adler thấy rằng không thể duy trì được cái mối quan hệ này và đã xin rút ra khỏi hội phân tâm học Áo và từ chức. Thì đến bây giờ chúng ta cũng thấy ngạc nhiên một cái là một điều là bây giờ lại đến lượt Gạc Jung. Gạc Jung cũng là người rất là bảo vệ, ủng hộ cho phân tâm học. Toàn bộ lý thuyết của ông dù thế nào đi chăng nữa, trước sau ông vẫn dựa trên nền tảng của phân tâm học. Thế nhưng mà cũng sau 3 năm, thì sau 3 năm làm Chủ tịch Hội Phân tâm học Quốc tế, thì cái mối quan hệ giữa Gạc Jung và Sigmund Freud cũng lại có những cái bất hòa. Mà bất hòa đây ấy, chỉ đơn thuần là về quan điểm khoa học thôi. Gạc Jung mặc dù vẫn dựa trên nền tảng của phân tâm học, cũng vẫn phát triển phân tâm học cho nó hoàn chỉnh, nhưng mà trong cái lý thuyết của Gạc Jung ấy, thì có nhiều những cái điểm khác với quan điểm của Sigmund Freud, mặc dù là vẫn dựa trên nền tảng của phân tâm học. Sigmund Freud rất bảo thủ, không chấp nhận điều này. Và cái mối quan hệ giữa hai người ấy, ngày càng trở nên căng thẳng. Căng thẳng đến cái mức độ mà Sigmund Freud tuyên bố tuyệt giao với Gạc Jung. Không còn duy trì cái mối quan hệ, kể cả quan hệ khoa học với Gạc Jung nữa. Điều đó đã bắt buộc là Gạc Jung phải xin từ chức và cũng rút ra khỏi hội phân tâm học của quốc tế. Nhưng mà nặng nề hơn nữa là sau khi cái mối quan hệ giữa Gạc Jung với Sigmund Freud có nhiều điểm không được thuận buồm xuôi gió, không được hòa thuận lắm, thì có rất nhiều căng thẳng và buộc Gạc Jung phải phải rút ra khỏi hội phân tâm học, mặc dù là phân tâm học là nền tảng mà Gạc Jung rất là yêu thích, rất là đam mê. Cho nên là sau khi rút ra khỏi hội phân tâm học thì Gạc Jung có bị sa sút về mặt tinh thần, sa sút đến cái mức độ khủng hoảng, đến cái mức độ mà Gạc Jung không thể giảng dạy được nữa. Gạc Jung vốn là một giáo sư giảng dạy cho một trường đại học của Thụy Sĩ, nhưng mà cái thời điểm mà Gạc Jung buộc phải chấm dứt cái mối quan hệ với Freud, buộc phải rút ra khỏi hội phân tâm học quốc tế, thì Gạc Jung đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng và không thể đứng lớp được nữa và kéo dài một thời gian dài. Thì lát nữa chúng ta thử xem là cái quan điểm của Gạc Jung như thế nào mà để rồi vì cái sự khác biệt đó mà Sigmund Freud không thể chấp nhận được, thì lát nữa thì tôi sẽ đề cập đến. Thì bây giờ tôi sẽ đề cập đến, thứ nhất là tôi đề cập đến, vừa nói về cái sự khác biệt giữa giữa cái quan điểm, cái lý thuyết của Gạc Jung với Freud, mà tôi cũng đồng thời tôi cũng nói luôn về thân thế sự nghiệp của Gạc Jung. Gạc Jung xuất thân từ một gia đình theo đạo, theo đạo Công giáo, và Gạc Jung đã trải nghiệm rất nhiều về niềm tin tôn giáo, và đồng thời ông cũng đọc rất nhiều sách về triết học, sách về tôn giáo. Ông lại học ở trường đại học y của Thụy Sĩ, cho nên là vừa có kiến thức ngành y mà vừa có kiến thức về triết học, về tôn giáo, và có những cái trải nghiệm thực tế về niềm tin tôn giáo. Cho nên là Gạc Jung ông chịu ảnh hưởng rất sâu sắc về từ tôn giáo, và Gạc Jung tin rằng là con người chúng ta ấy, thì có người ấy,
có khả năng liên hệ, liên kết với những cái hiện tượng rất là thần bí, nhưng có những người thì không có khả năng kết nối với những cái hiện tượng thần bí, mà những cái hiện tượng thần bí này là nó không hề tuân theo bất cứ một quy luật khoa học nào mà loài người đã tìm ra. Có nghĩa là để giải thích những cái hiện tượng thần bí này ấy, thì đòi hỏi khoa học phải phát triển trình độ cao hơn nữa. Còn hiện giờ ấy, thì khoa học vẫn, cái thời điểm của Carl Jung cho đến bây giờ thì khoa học vẫn chưa giải thích được những cái hiện tượng thần bí đó. Mà chưa giải thích được những hiện tượng thần bí đó ấy, thì chúng ta tạm thời chúng ta gọi đó là hiện tượng tâm linh. Còn nếu mà giải thích được những cái hiện tượng thần bí ấy, thì chúng ta gọi đó là các hiện tượng khoa học. Cô em đợi cô một xíu. Chị đang giảng online, xíu xíu chị gọi lại. Chị đang giảng. Cô đang nói về Cạc Dung qua những cái trải nghiệm về niềm tin tôn giáo thì Cạc Dung cái điều mà ông những cái mà trải nghiệm được ấy, cho ông cảm nhận được rằng là có những người có khả năng rất là đặc biệt, có khả năng kết nối được những hiện tượng thần bí như vậy. Cho nên là Carl Jung ông đã từ những cái trải nghiệm, từ những cái kiến thức về triết học, từ những kiến thức về y học và ông lại bước sang lĩnh vực tâm lý học. Trong lĩnh vực tâm lý học thì ông nghiên cứu về về hiện tượng tâm lý và bệnh học có liên kết với những cái hiện tượng thần bí và từ đó ông là người tiên phong xây dựng nền tảng tâm lý học tôn giáo. Chúng ta biết là tâm lý học của chúng ta ấy, nó không phải chỉ là tâm lý học chung chung đâu, mà tâm lý học của chúng ta thì nó đi vào những cái lĩnh vực như các em thì đang học là lĩnh vực tâm lý trị liệu hoặc là lĩnh vực tâm lý giáo dục hoặc là lĩnh vực tâm lý nhân sự, nhưng mà thực ra tâm lý của chúng ta ấy, cái lĩnh vực của nó rộng hơn rất là nhiều. Có thể chúng ta còn có rất nhiều lĩnh vực khác mà ở Việt Nam chưa có, ví dụ như là lĩnh vực tâm lý học tội phạm này, hay là lĩnh vực tâm lý học nghệ thuật này, hay là lĩnh vực tâm lý học chính trị này, hay là lĩnh vực tâm lý học về nghệ thuật, về kiến trúc này, và tâm lý học tôn giáo, vân vân, nhiều lĩnh vực lắm. Nhưng mà tâm lý học ở chúng ta thì chưa chưa phát triển, cho nên là chúng ta chưa có những cái lĩnh vực rộng như ở trên thế giới. Thì ở đây ấy, trong các lĩnh vực mà tôi vừa kể ra ấy, thì có lĩnh vực tâm lý học tôn giáo là lĩnh vực cũng rất là phát triển ở trên thế giới. Nếu mà nói lĩnh vực tâm lý học tôn giáo thì không thể không kể đến Carl Jung. Carl Jung chính là cha đẻ của tâm lý học tôn giáo. Bây giờ thì chúng ta thử xem là lý thuyết của ông cũng chính là phân tâm học. Nếu mà chúng ta nói về analytical psychology hoặc là death psychology thì chúng ta hiểu đó cũng chính là lý thuyết về phân tâm học. Nhưng mà nhìn tâm lý học với những góc độ nó hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày tiếp là những cái điểm khác trong lý thuyết của Carl Jung với Sigmund Freud. Cái điểm khác thứ nhất ý, là cái từ libido, nếu như như lúc nãy tôi có nói với các em ấy, là cả ba lý thuyết của Carl Jung, lý thuyết của Alfred Adler, lý thuyết của Carl Jung của Sigmund Freud, ba lý thuyết này đều đều nhấn mạnh chiều sâu của tâm thức, cái chiều sâu bên trong của tâm thức đối với tâm trí của con người, đối với tâm thức của con người, nhấn mạnh ảnh hưởng của chiều sâu của tâm thức nó có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ đối với tâm trí của con người. Ví dụ như Sigmund Freud ý, thì trong cái tiềm thức thì ông lý thuyết của ông đề cập đến đó là bản năng tình dục. Bản năng tình dục là cái thúc đẩy mạnh mẽ. Sigmund Freud ông nhìn như vậy, ông thấy rằng hành vi của con người thúc đẩy mạnh mẽ bởi bản năng tình dục. Bản năng tình dục
Nếu như có những cái bản năng tình dục, có những cái ham muốn, có những cái khát vọng, có những cảm xúc vì một lý do nào đó ấy, chúng ta không được được thể hiện. Nếu mà được thể hiện thì không nói làm gì, nhưng mà có những cái cảm xúc, có những cái bản năng, có những cái khát vọng, có những cái ham muốn muốn mà không được thể hiện cũng có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là do những cái nguyên tắc, những cái chuẩn mực xã hội, do những cái quy định, những cái luật lệ, những cái lề lối. Mà khi những cái cảm xúc hoặc là những cái bản năng đó không không được thỏa mãn, không được đáp ứng, không thể trở thành hiện thực ấy, thì nó được dồn dưới cái tầng tầng vô thức, tầng sâu vô thức, và nó trở nên rất là mạnh. Nếu nó không được xử lý thì nó không mất đi mà nó vẫn có tồn tại ở đó. Và đối với Sigmund Freud ấy, thì những cái bản năng vô thức, những cái bản năng tính dục đó nó rất là mạnh, mạnh đến cái mức độ mà Sigmund Freud gọi đó là xung năng tính dục. Cái xung năng tính dục đó ấy, nó mạnh, cũng có thể nó làm cho người ta trở nên thăng hoa, và người ta cái thăng hoa đó nó được thể hiện trong những cái sáng tác, trong những cái sự sáng tạo, ví dụ như là sáng tạo về khoa học, sáng tạo về nghệ thuật, về văn học, về âm nhạc. Thế nhưng mà cái hiện tượng đó, Sigmund Freud gọi đó là siêu thăng, nhưng mà không phải là ai cũng siêu thăng được. Nếu mà không siêu thăng được thì siêu thoái, bởi vì cái bản năng tính dục nó rất là mạnh. Nếu mà không siêu thăng được, nó làm cho người ta siêu thoái. Siêu thoái có nghĩa là cái bản năng nó mạnh đến cái mức độ mà nó như như nước vỡ bờ ấy, có thể nó bất chấp mọi luật lệ và có thể bất chấp cái chết và khiến cho người ta phạm lỗi. Và cũng có thể cái xung năng tính dục đó ấy, nếu như không được giải quyết, không được xử lý, cũng có thể làm cho con người trở nên, cho người ta trở nên rất là khó chịu, rất là căng thẳng, thậm chí là có thể dẫn đến tâm bệnh. Lý thuyết của Sigmund Freud thì ông nhấn mạnh, trong cái chiều sâu của tâm thức thì ông nhấn mạnh là bản năng tính dục. Sigmund Freud gọi đó là libido. Còn Alfred Adler ấy, thì ông nhấn mạnh cái thúc đẩy của tiềm thức ấy, đó là mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti. Và sự bù trừ, sự lấp liếm, những khỏa lấp những cái mặc cảm về sự yếm thế của mình, nó là động lực thúc đẩy. Ví dụ như có những người, người ta hay dùng bạo lực. Bạo lực đối với những người mạnh ấy, thì người ta không dùng bạo lực, nhưng mà đối với những cái người dùng bạo lực ấy, để nói lên rằng người đó thực ra ấy, chiều sâu tâm thức của họ là cái sự mặc cảm về sự yếm thế, cho nên họ phải dùng nắm đấm, họ phải dùng cái sự đe nẹt để họ họ thể hiện mình, để khỏa lấp cái chiều sâu của họ, đó là cái sự yếm thế, cái mặc cảm về sự yếm thế. Còn cái người mạnh ấy, người ta không cần phải dùng nắm đấm, người ta không phải dùng những cái hình thức đe nẹt hoặc là thanh trừng người khác hay là làm tổn thương của người khác. Thì Alfred Adler ông lại nói về chiều sâu của tâm thức, là ông lại phân tích ở cái khía cạnh đó là mặc cảm tự ti. Đấy là điểm khác của Alfred Adler. Còn bây giờ ấy, điểm khác của Carl Jung, thì Carl Jung ấy, thì ông cũng nhấn mạnh chiều sâu của tâm thức. Ông nhấn mạnh ông cũng nhấn mạnh cái chữ libido, nhưng mà cái chữ libido của Carl Jung ấy khác với chữ libido của Sigmund Freud. Cái chữ libido của Sigmund Freud ấy, thì chỉ có đơn thuần chỉ rằng đó là xung năng tính dục thôi. Còn cái chữ libido của Carl Jung ấy thì nó là cũng là xung năng, nhưng mà nó rộng hơn, nó không phải chỉ là xung năng tính dục. Nó là những xung năng vô thức. Vậy thì cái xung năng vô thức đây nó là cái gì? Nó là cái chiều sâu của tâm thức, nó là cái tầng sâu của tâm thức. Và nó thúc đẩy rất là mạnh mẽ hành vi, nhưng mà cái chiều sâu của tâm thức là nó bao gồm những cái gì? Đấy, bây giờ tôi sẽ nói cái sự khác nhau giữa Carl Jung với Sigmund Freud. Cái điều mà khiến cho Sigmund Freud rất là giận
và cũng nghĩ rằng Cà Rung làm biến chất phân tâm học. Sau đây thì tôi sẽ nói về cái xung năng, cái chữ libido theo quan niệm của Cà Rung ấy, thì nó rộng hơn chứ không phải là chỉ có là những cái xung năng về tính dục. Con người không phải chỉ thúc đẩy bởi xung năng tính dục, mà con người ấy, cái hành vi của con người bị được thúc đẩy bởi nhiều những cái yếu tố khác lắm. Chúng ta phải nhìn về tâm lý ấy, cho nó toàn diện hơn, chứ đừng có nhìn hạn hẹp là con người chúng ta chỉ thúc đẩy bởi xung năng tính dục. Không phải, mà chúng ta sẽ thấy ví dụ như Alfred Adler thì ông thấy rằng con người thúc đẩy bởi cả yếu tố môi trường xã hội nữa, cái rất là gần với lý thuyết hành vi mà tôi sắp nói trong ngày hôm nay. Còn bây giờ ấy, thì tôi lại quay trở lại với Carl Jung. Đối với Carl Jung thì ông cũng dùng hình ảnh tảng băng trôi để ông ví von. Khi mà dùng hình ảnh tảng băng trôi ấy, thì có nghĩa là chúng ta muốn ngầm nói rằng là những cái mà không thấy, những cái chìm, những cái ẩn ấy, là nó chiếm phần lớn. Còn những cái mà chúng ta nhìn thấy bề mặt ấy, thì nó rất là nhỏ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, xã hội của chúng ta cũng vậy, có những rất nhiều mối quan hệ xã hội. Nhưng mà những cái mối quan hệ xã hội ngầm ấy, chúng ta không thấy được. Thực ra những cái mối quan hệ ngầm nó rất là lớn và nó rất là lợi hại. Trong cái mối quan hệ xã hội, về xã hội học người ta cũng ví đó là những cái mối quan hệ ngầm, người ta cũng ví đó là cái phần chìm của tảng băng. Thì hành vi của con người cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nhìn vậy mà không phải vậy. Xăm trổ đầy mình chưa hẳn đã là hổ báo. Nhìn những người mà xăm trổ đầy mình, những cái mà chúng ta thấy bằng mắt ấy, nó là chỉ là phần rất ít ỏi thôi. Hoặc là ăn mặc kín đáo chưa hẳn đã là đoan trang. Nhìn như vậy chưa hẳn đã là vậy. Con người thật là cái gì thì chúng ta phải hiểu cái sự thực chất, những cái ẩn sâu bên trong. Thì cái dùng cái hình ảnh tảng băng trôi là để muốn nói là những cái chìm, những cái ẩn là những cái rất là lớn nhưng mà nó lại rất là lợi hại. Thì riêng về mặt tâm thức thì Sigmund Freud và Carl Jung đều dùng hình ảnh tảng băng trôi, nhưng mà khác nhau. Bây giờ các em nhớ lại xem, cái mà tôi đã giảng ấy, trong Sigmund Freud ấy, thì ông nói là cái phần chìm của tảng băng ấy, nếu mà nói về tâm thức nhé, tôi không, bây giờ thì cái cấu trúc nhân cách thì tôi không nói, cái cấu trúc nhân cách thì tôi đã giảng rồi, còn bây giờ tôi sẽ nói về về tâm thức, tại vì nó liên quan đến cái mà Carl Jung ông trình bày về tâm thức đây. Thì nếu mà nói về tâm thức ấy, thì như hôm trước cô giảng với các em ấy, thì Sigmund Freud ông nói là cái phần chìm của tảng băng ấy, đó là những cái bản năng vô thức của con người. Những cái bản năng vô thức là những cái mà chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà nó lại chi phối rất là mạnh hành vi của chúng ta. Ví dụ như miệng thì nói rằng xem phim sách là đồi trụy, và giảng, giao giảng rất là hay về đạo đức, về giao về 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 cái gọi là về cái nghiện phim sách, nó rất ảnh hưởng đến cuộc sống cái thế này kia. Miệng thì chúng ta nói vậy, người khác nhìn thấy thì chỉ nhìn thấy ở hành vi lời nói thôi. Thế nhưng mà trong bụng của chúng ta nghĩ như thế nào, trong cái bản năng của con người như thế nào, cái mà thôi thúc con người thì người khác không nhìn thấy được. Thì chúng ta, Sigmund Freud ví là cái mà nó là bản năng, nó nằm ẩn ở bên trong ấy, chỉ có mình mới biết được thôi, còn người khác không thể biết được. Và thậm chí có những lúc mà mình cũng không biết được nữa cơ. Mình không nhận thức ra ấy, cho nên người ta mới gọi là vô thức mà. Có những cái mà nó thúc đẩy hành vi mà mình không nhận biết được, cho nên ta mới gọi là vô thức. Thì Sigmund Freud ấy, ông nói là cái mà thúc đẩy ấy, đó là unconscious. Chúng ta dịch ra đó là vô thức. Nhưng cái chữ unconscious ấy có nghĩa là vô thức cá nhân. Mặc dù không nói personal,
hoặc là individual unconcerned, mặc dù không nói như vậy nhưng mà khi mà dùng cái chữ là the unconcerned là chúng ta hiểu đó là vô thức cá nhân. Sigmund Freud ý, thì ông trong lý thuyết của ông thì ông nói là cái vô thức đó là vô thức cá nhân. Còn ở đây á, trong lý thuyết của Carl Jung ý, thì ông cũng dùng hình ảnh tảng băng trôi, nhưng mà cái phần cắm sâu dưới lòng biển, cái phần mà sâu thẳm, cái phần mà không nó là ẩn sâu, nó là chiều sâu ý, mà nó lại lại thúc đẩy rất là mạnh hành vi á. Carl Jung giải thích đó là the collective unconscious. Đây là điểm khác nhau giữa Carl Jung và Sigmund Freud. Cái từ the collective unconscious ấy, có nghĩa là gì? Có bạn nào biết không? Ở lớp chúng ta có ai biết không? Có bạn nào biết không? Nếu mà biết thì cho chia sẻ cho cô với các bạn đi. Quỳnh Mai, Nguyên Ngọc có không? Anh Thư, Minh Thanh. Các em có biết cái the collective unconscious không? Thanh Phương, Thùy Vân. Các bạn nào biết không? Còn hôm trước ý, thì tôi nói về unconscious. Thì cô đã lấy những cái ví dụ để tôi chỉ ra cái gọi là vô thức của cá nhân ấy. Vô thức của cá nhân là bản năng ở trong mỗi con người chúng ta ha. Đó là tôi gọi đó là thuộc về vô thức, hoặc là tất cả những cái cơ chế tự động trong tâm thức của chúng ta, hoặc là cơ chế tự động trong hành vi của chúng ta, tôi gọi đó là vô thức, hoặc là những cái cảm xúc của chúng ta mà chúng ta dồn nén lại, chúng ta không bộc lộ ra, thì chúng ta dồn nén lại dưới cái vô thức. Thì hôm trước cô có nói và cô lấy ví dụ về vô thức cá nhân, thế bây giờ chúng ta lại nói về vô thức tập thể. Đây là điểm khác giữa giữa Carl Jung và Sigmund Freud, và nó cũng liên quan đến cái mà ông nói về tôn giáo đây. Nhưng mà trước khi nói về tôn giáo thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta hiểu cái từ là the collective unconcert, và chúng ta lấy ví dụ về the collective unconcert. Điều đó có nghĩa là Carl Jung nói là không phải chỉ có bản năng vô thức, không phải chỉ có bản năng tính dục của cá nhân nó mới là mạnh mẽ đối với hành vi, mà còn có nhiều cái khác nữa nó thúc đẩy mạnh mẽ hành vi của con người. Chứ con người chúng ta không phải chỉ đơn thuần là thúc đẩy bởi bởi tính dục cá nhân. Thôi bây giờ tôi quay trở lại với chữ the collective unconcerned. Có bạn nào biết không? Ngọc có biết không? Alo. Có bạn nào biết không? Biết thì trả lời cô, không biết cũng trả lời cho cô. Quỳnh Mai biết không? Alo. Không em nào trả lời cô, không em nào biết về the collective unconcert. Bây giờ cô giảng về cái the collective unconcert. Cái the collective unconcert thì tôi gọi đó là vô thức tập thể. Trước khi nói về vô thức tập thể thì nó liên quan đến vô thức cá nhân ha. Từ cái vô thức cá nhân ấy, thì nó mới hình thành cái vô thức tập thể. Trước hết thì tôi sẽ nói về thói quen. Thói quen đó chính là vô thức. Ví dụ như có những, đây là cái cơ chế tự động trong cơ thể của chúng ta, cái cơ chế tự động trong hành vi của chúng ta, cơ chế tự động của tâm thức của chúng ta. Cái thói quen nó là như vậy. Ví dụ như có những người có những cái thói quen là đi cứ gù lưng. Nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà khi có người nào nhắc là đừng có đi gù lưng. Đi gù lưng ấy là nó không tốt cho các xương khớp của mình, nó không tốt cho cái xương sống và vai gáy cổ của mình. Khi mà nhắc như vậy thì mình để ý và mình đi thẳng người lên, mình mở vai mở ngực, mình đi thẳng người lên, mình để ý và mình điều chỉnh lại tư thế, thì tôi gọi đó là có ý thức. Còn bình thường ấy thì mình cứ khom lưng lại một cách tự động như vậy.
Thì tôi gọi đó là vô thức, nó là thói quen. Hoặc có những người có thói quen là đi cứ lê dép, kéo lê dép, quen 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 quen. Nó trở thành thói quen rồi. Và nó là tự động trong hành xử hàng ngày của mình. Thì tôi gọi đó là vô thức cá nhân. Nhưng mà trước hết ý, thì cô hỏi các em là cái cơ chế hình thành thói quen ý, nó được hình thành như thế nào hả các em? Các bạn nào biết không? Dân tâm lý. Chúng ta là dân tâm lý, chúng ta muốn hình thành thói quen. Hoặc là chúng ta muốn dập tắt một cái thói quen bất lợi. Các em có hiểu cơ chế của nó là gì không? Ví dụ như có một em bé, sau này chúng ta có em bé ha, trong gia đình chúng ta có những em bé mà nó không chịu đánh răng, nó không là thích vệ sinh răng miệng buổi sáng. Không chịu đánh răng, không vệ sinh răng miệng. Nó cứ để cái miệng ngủ dậy, nó cứ để cái miệng như vậy để nó đi học. Không thể chấp nhận được. Chúng ta phải hình thành thói quen cho nó. Có những đứa trẻ nó không chịu đánh răng ấy là bởi vì từ bé đến lớn ấy là chúng ta không không hình thành thói quen cho nó. Hoặc là có những người ấy, là cứ ngồi đâu ấy là cũng bắt đầu chia trí, tức là để tâm của chúng ta nó phân tâm, nó nghĩ những cái chuyện về quá khứ, những chuyện đau buồn, những cái chuyện mà làm cho mình tức giận. Mình ngồi đâu mình cũng nghĩ những cái chuyện làm cho mình tức giận đã xảy ra trước đó. Mình có cái thói quen như vậy. Trong Phật giáo người ta gọi đó là nghiệp. Trong Phật giáo gọi cái chữ thói quen ấy, chúng ta gọi đời thường là thói quen. Trong Phật giáo gọi đó là nghiệp. Hoặc có những người đàn ông ấy là cứ thích cùng một lúc ấy, là yêu 5-6 người phụ nữ mà không bỏ được, không dứt được. Nó trở thành bản chất rồi. Nó trở thành thói quen rồi. Trong Phật giáo người ta gọi đó là nghiệp. Cái thói quen đó tôi gọi đó là thói quen cá nhân. Có những cái thói quen mà nó không có lợi. Nó không có lợi, nó sẽ làm cho chúng ta thất bại trong cuộc sống. Hoặc là nó không có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Những cái thói quen ăn uống hoặc là lối sống của chúng ta nó trở thành thói quen mà nó tàn phá sức khỏe của chúng ta. Thì những cái thói quen đó chúng ta phải dập tắt. Và chúng ta hình thành thói quen mới. Ví dụ như chúng ta học tu thiền ấy, là để chúng ta hình thành thói quen mới. Hình thành thói quen mới có nghĩa là chúng ta làm việc gì ấy, là chúng ta trọn vẹn với việc đó. Chúng ta sống với ai là chúng ta trọn vẹn với người đó. Còn nếu không không được ấy, thì chia tay. Còn nếu mà đã chọn rồi ấy, thì chúng ta hãy trọn vẹn. Thì chúng ta mới là cuộc sống đáng sống. Nhưng mà cứ sống với ở đâu cũng vậy. Ở thời điểm nào cũng vậy, sống với ai cũng vậy, chúng ta cứ sống theo thất niệm lại cứ lúc nào cũng cũng đau đớn, đau khổ, đau đớn về cái người mà cách đây 10 năm, 20 năm người tình cũ. Thì tôi bảo sống không bằng chết. Tôi gọi đó là cái chết chậm. Thì thiền chẳng qua là hình thành cái thói quen mới. Thì cô hỏi các em, muốn hình thành thói quen mới á, thì về nguyên tắc về cơ chế tâm lý thì chúng ta hình thành như thế nào? Các em nào biết không? Lớp chúng ta có ai biết không thì chia sẻ với cô. Mọi khi các em phát biểu nhiều lắm. Sao hôm nay không em nào phát biểu? Ngọc. Ngọc đâu? Ngọc có đây không? Dạ có, Hôm nay em có biết cách hình thành thói quen không? theo em muốn việc muốn hình thành thói quen á cô, À. là phải lặp đi lặp lại một cái việc gì đó thường xuyên. Ừ, chính xác em ạ. Về tâm lý đấy, về nguyên tắc về tâm lý á. Chính xác, cô cảm ơn Ngọc. Em biết mà sao em cũng chia sẻ. Chúng ta muốn hình thành thói quen ấy, thì chúng ta không giảng giải mà chúng ta lặp đi lặp lại. Muốn dập tắt một thói quen thì chúng ta đừng lặp đi lặp lại. Một đứa bé nó không chịu đánh răng buổi sáng thì nó còn nhỏ lắm, có những cái mà chúng ta không giảng giải được. Đối với người lớn thì còn giảng giải, còn lý lẽ. Nhưng đối với trẻ nhỏ thì chúng ta hạn chế giảng giải.
cũng giảng giải, nhưng mà đối với trẻ cái tư duy của nó là tư duy trực quan, cho nên là không thể như người lớn được. Để hình thành thói quen của đứa trẻ thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại hành vi như bạn Ngọc vừa nói đấy. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại hành vi, lặp đi lặp lại hành vi. Đến một lúc nào đó, đến một lúc nào đó để chúng ta thử xem nó đã trở thành thói quen chưa. Thì chúng ta, cái dấu hiệu để thành thói quen ấy là nó đã trở thành nhu cầu của đứa trẻ. Ví dụ như chúng ta lặp đi lặp lại 1 tháng trời, và sau 1 tháng trời chúng ta lặp đi lặp lại, thì chúng ta một buổi sáng chúng ta cắc cớ chúng ta nói với nó rằng hôm nay con không đánh răng mà con ngủ dậy là con đi học luôn. Cái đứa bé nó không thể chịu đựng được, nó đòi phải đánh răng rồi nó mới đi học. Như vậy là chúng ta gọi đó là nó đã hình thành thói quen. Khi mà hình thành thói quen rồi ấy, thì người ta không để tâm vào nó nữa, người ta ít để ý thức vào nó, và nó diễn ra một cách rất là tự động. Tôi gọi đó là vô thức cá nhân. Và phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thấy là chúng ta thói quen, chúng ta làm theo thói quen. Cái thói quen ấy mà nó trở thành hệ thống ấy, thì người ta gọi đó của trong mỗi con người chúng ta, người ta gọi đó là tính cách. Tính cách của chúng ta chính là thói quen đó. Thế nhưng mà cái thói quen của cá nhân ấy, nó lại ảnh hưởng, nó trở thành thói quen của mình ảnh hưởng, và người khác cũng bị lây nhiễm, và người ta cũng mang cái thói quen mà mình ảnh hưởng. Tại vì trong xã hội ấy, chúng ta sống trong cái tương tác, trong cái giao tiếp giữa con người với con người ấy, thì không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng. Cho nên một khi có những người, người ta có thói quen mà họ lại có chỉ số ảnh hưởng rất là cao, và cái thói quen đó ấy, nó lại lan tỏa, nó khiến cho người khác bị lây nhiễm, bị ảnh hưởng. Và thậm chí có những cái thói quen mà nó lan rộng ra, nó trở thành thói quen của cả một tập thể, thì người ta gọi đó là vô thức tập thể. Thậm chí có những cái thói quen nó lan rộng ra, nó trở thành thói quen của cả một cộng đồng, người ta gọi đó là vô thức tập thể. Hoặc là có những cái thói quen nó lan rộng ra, nó trở thành thói quen của cả một địa phương, người ta gọi đó là vô thức tập thể. Có những thói quen nó lan rộng ra, nó trở thành thói quen của cả một dân tộc, người ta gọi đó là vô thức tập thể. Và thậm chí là có những thói quen nó đã trở thành thói quen của cả một địa phương, cả một dân tộc, nhưng mà nó lại truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó truyền từ đời này qua đời khác, nó truyền từ rất nhiều đời, người ta gọi đó là vô thức tập thể. Và chính cái vô thức tập thể này nó ảnh hưởng rất mạnh đến hành vi. Ví dụ ở Việt Nam, chúng ta có những cái thói quen nào mà nó trở thành thói quen của cả cả một dân tộc và nó truyền từ đời này qua đời khác. Ví dụ, có ai có thể kể ra cho cô được không? Có bạn nào kể ra cho cô không? Tại sao ở trên lớp các em phát biểu rất là tích cực, mà học online này thì các em có vẻ hạn chế thế? Những em khác nào? Các em có nghe rõ cô nói không? Alo. Anh Nghe. Thư, trả lời cô đi. Các em thấy lấy ví dụ xem, ở như Việt Nam chúng ta có những cái thói quen nào mà nó ban đầu nó chỉ là thói quen của cá nhân thôi, nhưng mà do cái cá nhân đó có chỉ số ảnh hưởng cao, cho nên là nó lan ra, nó trở thành thói quen của cả cộng đồng, của cả địa phương, của cả dân tộc, và nó truyền từ đời này qua đời khác. Những cái thói quen tốt ý, thì người ta gọi đó là truyền thống, và những thói quen xấu ý, thì người ta gọi đó là hủ tục, người ta gọi là
là người ta gọi đó là, người ta không gọi đó là truyền thống, người ta gọi đó là những cái hủ tục và thói quen, người ta có thể gọi chung đó là văn hóa, thói quen, cái gọi là cái thói quen của cả dân tộc. Các em có thể lấy ví dụ cho cô. Không, tại vì chúng ta biết là trong đây ông Cảm Dung nói là cái đây cái vô thức tập thể nó ảnh hưởng rất là mạnh, chứ không phải chỉ có cái bản năng tính dục của cá nhân. Đương nhiên là bản năng tính dục của cá nhân nó ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi, nó có thể làm cho người ta sáng tạo, nó có thể làm cho người ta sáng tác rất thành công trong nghệ thuật, trong âm nhạc, trong hội họa, nhưng cũng có thể nó làm cho người ta vi phạm mọi luật lệ, nhưng cũng có thể làm cho người ta bị căng thẳng và trở thành tâm bệnh. Cái rõ ràng là cái bản năng tính dục nó mạnh như vậy, nhưng mà không phải con người chúng ta chỉ chi phối bởi bản năng tính dục, mà con người chúng ta còn chi phối bởi bởi những cái khác ở trong vô thức, trong tầng vô thức. Và đây chúng ta đang nói cái khác trong tầng vô thức, đó là cái thói quen, những cái thói quen mà nó truyền từ đời này qua đời khác, những thói quen mà nó đã lan trong tập thể và người ta gọi, và nó ăn sâu trong mỗi con người chúng ta ấy, đến nỗi mà người ta phải dùng cái từ là thâm căn cố đế. Người Việt Nam chúng ta có những cái thói quen mà đi ra nước ngoài ấy, không cần giới thiệu đó là người Việt Nam, chúng ta chưa cần nói tiếng Việt, nhưng mà nhìn cái thói quen ấy là có nhiều người nước ngoài người ta biết ngay đấy là người Việt Nam. Có những cái thói quen rất là đặc trưng cho từng dân tộc, mỗi dân tộc có những thói quen. Người Việt Nam chúng ta cũng có những cái thói quen, người Mỹ cũng có những cái thói quen, người Ấn Độ cũng có những cái thói quen. Mỗi một nơi có những cái thói quen, những cái thói quen khác nhau. Những cái thói quen đó ấy, mà nó trở thành thói quen của cả một dân tộc và nó truyền từ đời này qua đời khác, nó rất là đặc trưng cho dân tộc đó. Các Jung ông gọi đó là the collective unconscious. Ông nói là cái đó là cái mà nó chi phối nhiều hành vi lắm. Có bạn nào có thể cho cô biết không? Có thể lấy ví dụ về cái thói quen của người Việt Nam, hay chúng ta gọi đó là cái văn hóa, hoặc là cái truyền thống, hoặc là kể cả những cái thói quen xấu nữa. Những cái đó tôi gọi đó là vô thức. Người ta nói là non sông thì dễ cải mà bản tính thì khó rời, nhất là những cái bản tính mà nó đã trở thành phong tục rồi, nó đã trở thành cái thói quen. Không, em nào Ngọc có biết không? Em đoán là cái hủ tục nhuộm răng đen hồi hồi đó đó cô. Còn cái văn hóa thì là ngày 23 Tết là ai ai cũng đưa cá chép để tiễn ông táo về trời. Đấy là cái thói quen. Còn thói quen gì nữa không? Đi ra nước ngoài ấy, có bạn nào cần có thể chia sẻ cho cô nữa không? Đi ra nước ngoài ấy, bây giờ 2 năm nay thì chúng ta ít ít có cái dịp mà chúng ta giao lưu, chúng ta đi ra nước ngoài. Nhưng mà những cái năm trước ấy, khi mà đi ra nước ngoài ấy, có nhiều khi ấy, tôi gặp những người người châu Á mà không cần nói đó là người của nước nào, không cần nói đó là người Hàn Quốc hay người Nhật Bản hay người người Việt Nam hay là người Thái Lan, không cần nói. Nhưng mà đôi khi ấy, cái cảm nhận đầu tiên của tôi ấy, đó là người Việt Nam. Bởi vì nhìn vào cách hành xử, nhìn vào cái thói quen, những cái mà nó trở thành rất là tự động và người ta hành xử rất là vô thức. Ví dụ như là chẳng hạn như cái thói quen chen lấn. Ví dụ như đi transit ở các sân bay á, người ta xếp hàng để vào toilet. Có lần tôi xếp hàng để vào toilet. Người ta xếp hàng rất là lịch sự, người các nước khác xếp hàng rất là lịch sự. Tôi đã từng thấy có hai người phụ nữ Việt Nam còn rất là trẻ đến sau, nhưng mà sồng sộc vào, lấn lên trước,
bất chấp những cái nhìn rất là khó chịu, cái nhìn rất là khinh bỉ của những người đang xếp hàng. Và hai cô mặc kệ những cái ánh mắt rất là khó chịu và rất là khinh bỉ, hai cô chen lấn vào trước. Chen lấn xong ấy, hai cô bật cửa đi ra. Trong đầu tôi nghĩ, theo tôi thầm nghĩ, tôi nghĩ là đấy là người Việt Nam. Nhìn cái cách, nhìn cái cách cư xử như vậy. Tôi vừa nghĩ thoáng ở trong đầu như vậy thì tôi thấy hai cô là nói chuyện với nhau rất là thoải mái, vừa vừa xả cái bực tức, vừa xả cái gọi là cái dồn nén trong lòng, xong rồi hai cô bắt đầu cười nói. Và khi mà cười nói thì tôi thấy là nói tiếng Việt. Khi mà chưa nói thì tôi đã cảm nhận, tôi đã linh cảm rằng đấy là người Việt. Có những cái thói của người Việt Nam chúng ta có những cái thói quen như vậy, có những cái hành xử như vậy. Và khi chúng ta mang những thói quen, những cái hành xử mà ta gọi đó là cái cách, cái văn hóa không tốt của người Việt Nam, khi mà chúng ta mang cái đó thì nó rất là chi phối cái hành vi hàng ngày của chúng ta. Hoặc là khi ăn buffet cũng vậy, người Việt Nam chúng ta nhiều khi lấy rất là nhiều nhưng mà lại bỏ, ăn không hết lại bỏ, khiến cho cái bàn buffet người ta phải ghi bằng tiếng Việt chứ không phải ghi bằng tiếng Thái, không phải ghi bằng tiếng Ấn Độ, không phải ghi bằng tiếng của Afghanistan, không phải ghi bằng tiếng của các nước khác, mà ghi bằng tiếng Việt là ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hoặc là thậm chí có những nơi người ta để ngay chỗ để dù ấy, là người ta nói không được mang dù về nhà. Có nhiều người, người Việt Nam ấy, là thấy người ta để dù đó, tưởng là dù có thể free, là có thể cầm về nhà. Chỉ có người Việt Nam thôi. Người Việt Nam chúng ta có những cái thói quen như vậy, hoặc là thói quen giờ cao su, giờ dây thun, hay đi trễ lắm. Có những cái thói quen như vậy, nhưng người Việt Nam chúng ta cũng có những cái thói quen rất là tốt. Ở đâu cũng vậy, cũng có thói quen tốt và thói quen xấu. Ví dụ như tôi đi sang Ấn Độ thì tôi thấy người Ấn Độ có những cái thói quen rất rất khủng khiếp, đó là họ chạy ngoài đường ấy. Giao thông ấy, là họ chạy kinh khủng lắm. Ở Việt Nam tôi đã thấy là giao thông chạy bạt mạng rồi. Nhưng mà người Ấn Độ, người ta chạy xe máy, người ta chạy ô tô, người ta chạy còn kinh khủng hơn người Việt Nam. Và tôi sang bên đó, cái khóa học của tôi có kéo dài hơn một tháng thôi, mà tôi đã chứng kiến 4-5 vụ tai nạn giao thông ở trên đường. Thì có những cái thói quen mà nó trở thành thói quen của số đông. Ví dụ như chúng ta sống trong tập thể thì cũng có thể có những tập thể chúng ta có những cái thói quen, cái thói quen chung của cả tập thể chúng ta, thì tôi cũng gọi đó là the collective unconscious. Khi mà chúng ta vào tập thể thì chúng ta nhiễm cái thói quen đó và chúng ta mang cái thói quen của cả tập thể. Ví dụ như có những người là khi học ở phổ thông ấy, thì đi học rất là đúng giờ, nhưng mà bắt đầu lên đại học ấy, thì tháng đầu còn đúng giờ, tháng thứ hai cũng còn đúng giờ, nhưng mà nhiều khi đến tháng thứ ba, thứ tư thì lại bắt đầu là đi trễ dần. Tại vì có những trường ấy, ví dụ như trường Văn Lang thì tôi ít thấy cái chuyện đi trễ, nhưng mà những trường công ấy, thì tôi thấy các em hay đi trễ lắm. Thì tôi gọi đó là cái cá nhân, khi mà chúng ta vào tập thể chúng ta chịu ảnh hưởng những cái thói quen của tập thể, kể cả những cái thói quen về, không phải là chỉ có về giờ giấc đâu, kể cả thói quen về ăn mặc, kể cả thói quen về cách hành xử, vân vân. Đấy, tôi gọi đó là the collective unconscious. Thì trong cái lý thuyết của Carl Jung ấy, thì ông bổ sung là cái vô thức không phải chỉ đơn thuần là vô thức cá nhân, không chỉ đơn thuần là những cái bản năng tính dục của cá nhân, mà trong đó ấy, có cái vô thức tập thể, những cái thói quen ấy. Thói quen là những cái mà chúng ta hành xử rất là tự động, cho nên tôi gọi đó là cơ chế vô thức. Những cái thói quen mà nó truyền từ đời này qua đời khác. Trong đó những cái thói quen mà truyền từ đời này qua đời khác ấy, mà nó ảnh hưởng rất mạnh, mạnh hơn nữa đối với hành vi của con người ấy, thì Carl Jung nói đó là tín ngưỡng, đó là đức tin trong tôn giáo. Đức tin tôn giáo mạnh, rất là mạnh, ảnh hưởng rất mạnh đến hành vi. Chứ không phải như chỉ Sigmund Freud, ông chỉ nhìn thấy có mỗi bản năng tính dục là ảnh hưởng đến hành vi, còn không nhìn thấy cái khác nữa. Còn bây giờ ấy, thì Carl Jung ông nói là nếu mà nói bản năng tính dục thì chưa đủ,
mà con người chúng ta còn có những cái khác ảnh hưởng mạnh đến hành vi. Trong những cái khác ảnh hưởng đến hành vi thì không thể không kể đến đức tin, những tín ngưỡng trong tôn giáo. Ví dụ như có những tôn giáo ấy, họ họ tin rằng có thượng đế, có Chúa trời, và tất cả những cái gì chúng ta làm ấy, thì đều không qua mất được thượng đế của Chúa trời. Một khi mà chúng ta tin là có sự hiện hữu của Đức Chúa, mặc dù là Chúa vô hình vô tướng, nhưng mà chúng ta tin có sự hiện hữu của Chúa, của Thiên Chúa, và chúng ta có đức tin như vậy, thì cái điều đó nó ảnh hưởng rất là mạnh đến hành vi. Khi mà có đức tin ấy, thì người ta sẽ không bao giờ người ta làm những cái chuyện thất đức, mặc dù không ai quan sát. Người ta không bao giờ làm những cái chuyện tày trời, ví dụ như là cướp, giết, hiếp, hoặc là bỏ những cái chất độc rất khủng khiếp vào thức ăn để cho mình có những cái lợi nhuận rất là cao. Làm những cái việc mặc dù không có ai quan sát, nhưng mà nếu như họ có đức tin ý, thì họ không bao giờ họ làm những cái việc thất đức như vậy, họ không bao giờ họ làm những cái việc bất chính như vậy. Mọi việc họ làm đều là công chính hết khi mà có đức tin. Vậy thì rõ ràng Cặp Dung cũng nói là cái mà ảnh hưởng mạnh đến hành vi ấy, đó là The Collective Unconcerned. Mà trong cái The Collective Unconcerned ấy, thì ông đề cập nhiều đến cái niềm tin, đến đức tin. Cái, là một giáo sư về tâm lý thì ông thấy rằng cái niềm tin ấy, ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đối với hành vi con người. Chẳng hạn như chúng ta biết là trong y học ấy, người ta đã nghiên cứu về ảnh hưởng của niềm tin đối với việc chữa bệnh. Và cái mà trong y học ấy, người ta đề cập nhiều nhất đó là hiệu ứng placebo, hiệu ứng giả dược ấy. Khi người ta có niềm tin, khi người bệnh ấy, người ta có niềm tin vào thầy thuốc, vào cái phương pháp chữa bệnh của thầy thuốc, kể cả cái loại thuốc ấy. Khi người ta có niềm tin ấy, thì lúc đó ấy, cái việc chữa bệnh nó mới có hiệu quả. Thậm chí là có những cái loại thuốc ấy, nó chỉ là bột thôi, bột mì thôi, nhưng mà người ta đã gây cho người chữa bệnh, cho người bệnh ấy, là đây là cái thuốc mà rất là đặc hiệu, đây là thuốc rất là có công dụng. Và khi mà cái người bệnh người ta tin rằng cái thuốc này là thuốc đặc hiệu và thuốc có công dụng, thì một điều ngạc nhiên, các nhà tâm lý học, các nhà khoa học thấy một điều ngạc nhiên là cái niềm tin đó là nó đem lại những cái hiệu quả rõ rệt trong cái tiến trình lành bệnh của người bệnh nhân. Và trong y học người ta gọi đó là hiệu ứng placebo. Cái hiệu ứng placebo muốn nói rằng ảnh hưởng của niềm tin đối với sức khỏe của con người, mà rõ rệt nhất đó là đối với việc chữa bệnh. Và cũng là một bác sĩ, là một thầy thuốc, thì Cạc Dung ấy, thì ông cũng hiểu và niềm tin nó có ảnh hưởng rất là mạnh đối với tâm lý, đối với hành vi. Và ông đồng thời ông là một thầy thuốc, nhưng mà ông cũng là một người nghiên cứu rất nhiều về tôn giáo, về triết học, và ông đề cập đến cái niềm tin tôn giáo, đến tín ngưỡng tôn giáo, đến đức tin tôn giáo đối với hành vi của con người. À, tôi xin kết thúc cái phần cô đang giảng của thứ hai tuần trước. Hôm nay cô hoàn chỉnh nốt cái phần mà cô đang giảng dở của thứ hai tuần trước. Và bây giờ tôi chuyển sang cái phần bài giảng của ngày hôm nay ha. Cái bài giảng hôm trước cô kết thúc ở đây. À, trong cái trước khi cô kết thúc ấy, thì cô có một số cái phần của Cạc Rung ấy, cô không trình bày, nhưng mà các em có thể tự đọc ha. Ví dụ như là Cạc Dung ông cái test về tính cách ấy, có cái test rất là nổi tiếng đó là MBTI á. Cái test này được sử dụng
được sử dụng rất là phổ biến hiện nay ấy, thì cái test này cũng dựa trên những cái lý thuyết của Carl Jung, thì các em về các em tự đọc thêm ha. Cô xin chuyển sang cái trường phái thứ tư, đó là trường phái tâm lý học hành vi. Trước khi nói về tâm lý học hành vi, trước khi nói về tâm lý học hành vi thì cô nói một cách sơ lược, cô nói về một cách khái quát, có hai điều khái quát về tâm lý học hành vi trước khi đi vào từng lý thuyết một. Thứ nhất, cái điều khái quát thứ nhất, giới khoa học cho rằng cái trường phái này ra đời đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn ở trong tâm lý học. Cái điều khái quát thứ hai là nếu mà nói về trường phái này có rất nhiều lý thuyết, và trong cái bài giảng ngày hôm nay thì cô giới thiệu bốn lý thuyết. Bốn lý thuyết đó rất là khác nhau, nhưng cả bốn lý thuyết đều có cái điểm tương đồng, đều có điểm giống nhau. Đó là đều nhấn mạnh vai trò của hoàn cảnh, của môi trường đối với hành vi của con người. Nếu như cô vừa trình bày với các em về trường phái psychodynamic của Sigmund Freud, của Carl Jung, của Alfred Adler, thì Sigmund, Alfred Adler và Carl Jung nhấn mạnh yếu tố bên trong của tâm thức ảnh hưởng tới hành vi. Ta gọi đó là inner. Thì đây, cái trường phái này lại khác hẳn, lại nhấn mạnh yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới hành vi. Các em nhìn trên slide ấy, thì cô cái điểm khái quát của tất cả các trường phái mà đều gọi chung đó là trường phái hành vi ấy, là nó đều giống nhau ở chỗ là nhấn mạnh yếu tố bên ngoài, yếu tố môi trường hoàn cảnh, hay ta gọi đó là outside. Hành vi của chúng ta nó do nhiều cái ảnh hưởng lắm, có thể là do gen di truyền, có thể là do những cái đặc điểm về thần kinh não bộ, có thể là do cái đặc điểm về sức khỏe của chúng ta, có thể là do những cái yếu tố về cái vô thức, những cái mà nó nằm sâu ở trong chiều sâu vô thức của chúng ta. Nó do nhiều những cái yếu tố lắm. Và có thể là nó do môi trường, hoàn cảnh, ví dụ như là do yếu tố gia đình, do yếu tố nhà trường, do yếu tố về hàng xóm láng giềng, do các mối quan hệ bạn bè. Chúng ta có thể liệt kê ra hành vi của chúng ta nó chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào ấy, thì các em có thể liệt kê ra đầy bảng các yếu tố. Trên cái bảng đen ấy, các em có thể dùng phấn để các em liệt kê ra những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi. Thế thì chúng ta trong những cái yếu tố mà các em liệt kê ra trên bảng ấy, thì các em nhặt những cái yếu tố nào thuộc về yếu tố bên ngoài, ta gọi đó là outside. Nếu như chúng ta nhấn mạnh cái yếu tố bên ngoài nó vô cùng quan trọng đối với hành vi, mà nếu ta theo quan điểm đó thì tôi gọi đó là chúng ta thuộc về trường phái hành vi. Ví dụ như người Việt Nam của chúng ta ấy, ngày xưa ấy, các cụ ta ngày xưa ấy, các cụ ta hay nói cái câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó, cái câu đó là nhấn mạnh yếu tố hoàn cảnh đấy. Con người chúng ta là sống với những người như thế nào thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của những người như thế. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hay là các cụ nói cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Sống với những người tử tế thì chúng ta cũng tử tế. Chúng ta chơi với 5 người bạn hay than phiền ấy, 5 người bạn mà rất là tiêu cực, rất bi quan, thì chúng ta sẽ trở thành người thứ 6. Các cụ ta vẫn nói cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cho nên các cụ vẫn khuyên con cháu là hãy chọn bạn mà chơi.
những cái câu nói của người Việt Nam từ đời xưa, từ ngàn xưa đã để lại trong những cái câu thành ngữ như cô vừa nói đấy. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hoặc còn câu gì nữa? Còn câu gì nữa? Hoặc còn những cái câu như là đói ăn vụng, túng làm càn. Có những cái cách cư xử rất là tồi tệ. Đó là ăn vụng. Đó là hành xử rất là càn quấy, rất là vô trách nhiệm. Nhưng mà trong cái câu thành ngữ lại nói là đói, do đói. Người ta ăn vụng, ăn trộm, người ta ăn cắp là do bị đẩy vào con đường cùng, đói quá phải làm như vậy, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoặc là túng quá thì làm bậy. Đó là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoặc câu thành ngữ của chúng ta nếu chúng ta liệt kê ra còn nhiều lắm. Ví dụ như là cái câu giàu thì bao giờ cũng đi với chữ sang, nghèo thì bao giờ cũng đi với chữ hèn. Cái người sang ấy là do hoàn cảnh của họ giàu. Cái người hèn ấy là do hoàn cảnh của họ nghèo quá. Người ta nghèo quá ấy, cho nên là người ta hèn, từ cách ăn nói cho đến cái dáng điệu cũng khúm na khúm núm, ăn nói cũng lý nha lý nhí, ăn mặc cũng vậy, nhìn cũng rách rưới. Kể cả kiến thức cũng vậy, hèn. Không có kiến thức, không có tiền để mà học nhiều. Thậm chí có những người nghèo quá không đi học luôn. Có những đứa bé nghèo quá không đi học luôn. Nó không có kiến thức ở trong đầu. Cho nên cái câu thành ngữ của người Việt là nghèo hèn. Hèn là do nghèo quá. Sang là do đầy đủ điều kiện. Khi có đầy đủ điều kiện thì sang cả về cách nói năng, sang cả cách hành xử, sang cả về tư thế tác phong, sang về mọi mặt, cả về cách cách ăn mặc. Cái hoàn cảnh nó chi phối rất nhiều. Rõ ràng chúng ta thấy cái trường phái này nó khác hẳn với trường phái mà cô vừa giới thiệu trước đó, trường phái phân tâm. Trường phái này lại chỉ thiên về hoàn cảnh thôi. Nhưng mà trước khi cô nói về trường phái này thì tôi nói rằng không phải chỉ có ở bên Mỹ, trường phái này ra đời ở Mỹ. Nhưng mà cô đang dẫn chứng là người Việt của chúng ta từ xưa đến nay chúng ta vẫn có quan điểm như vậy đó. Nhưng mà chúng ta lại không bao giờ nghĩ rằng đó là trường phái hành vi. Người Việt chúng ta còn nói là phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc. Cái người sống có trước có sau, đầy đặn nghĩa tình ấy, đó là họ có điều kiện. Còn những người mà ăn cắp, ăn trộm, đạo tặc ấy, là họ bần cùng quá. Không chỗ, không ăn, không mặc, không có đủ ăn, không có đủ mặc, không có chỗ để nương thân. Họ chẳng nghĩ được cái chuyện khác ngoài cái chuyện đi ăn cắp. Nếu mà còn liệt kê ra nhiều nhiều cái câu thành ngữ của người Việt ấy, thì chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa ấy, người Việt chúng ta ấy, vẫn nhấn mạnh rằng hoàn cảnh rất rất là quan trọng đối với hành vi của mỗi con người. Cái quan điểm đó của người Việt đó chính là quan điểm hành vi đấy các em ạ. Nếu mà chúng ta thấy rằng hoàn cảnh nó quan trọng rất là không thể không không đề cập tới ấy, nó rất là quan trọng, phải cần nhấn mạnh ấy. Nếu mà chúng ta nhấn mạnh vai trò của hoàn cảnh, có nghĩa là chúng ta thuộc về trường phái hành vi. Trên cái slide của cô ấy thì các em sẽ thấy là nó có hai điều, hai cái điều cốt lõi, hai cái điều đó xuyên suốt trong tất cả các lý thuyết hành vi. Đây là hai điều mà cô nói một cách tổng quát, một cách bao quát trước khi cô đi vào chi tiết. Cho dù trong trường phái hành vi cô có nói đến lý thuyết của Thorndike, lý thuyết của Watson, lý thuyết của Tolman, lý thuyết của Bandura hay bất cứ một lý thuyết nào, thì chúng ta thấy rằng các lý thuyết nó rất khác nhau, nhưng mà tất cả các lý thuyết mà một khi đã gọi đến cái từ là trường phái hành vi ấy, thì các lý thuyết đó đều có chung một điểm, đó là đều nhấn mạnh vai trò của hoàn cảnh, của điều kiện môi trường đối với hành vi. Có nghĩa là hành vi của con người chúng ta ấy,
cho dù hành vi xấu, hành vi tiêu cực, hành vi phạm tội, vân vân ấy, các hành vi của chúng ta, thì mọi nguyên nhân của nó đều nằm đâu đó ở môi trường. Ở môi trường bên ngoài, ở outside. Nếu mà theo cái trường phái hành vi, thì những cái hành vi của con người xảy ra, những cái hành vi mà nó vi phạm những cái phép tắc đạo đức, những cái luật lệ vân vân ấy, thì nếu như chúng ta theo trường phái hành vi thì nó đều có nguyên nhân đâu đó từ môi trường. Và muốn thay đổi hành vi ấy, thì theo quan điểm này, hãy thay đổi môi trường hoàn cảnh. Ví dụ như là những cái bạn mà học tâm lý ở trường xã hội nhân văn ấy, cái khóa 1 với khóa 2, khóa 3, 3 khóa đầu. Cái thời các bạn học khóa 1, khóa 2, khóa 3, những cái bạn khóa đầu ấy, thì tôi có đưa các bạn xuống cái trường giáo dưỡng ở Xuân Lộc, Đồng Nai, và xuống cái trại Z30D ở Bình Thuận, ở Bình Thuận, thì tôi đưa các bạn xuống đó. Thì có những bạn thì các bạn về các bạn phân tích rất là tốt, nhưng có những cái bạn ấy, các bạn nói là những cái trường đó, những cái trại đó họ chẳng có làm gì hết, họ chỉ đơn thuần nó là những cái trại tù, trại giam thôi. Có những cái bài thu hoạch nó là như vậy, có những bài thu hoạch thì các bạn không nhận ra được cái vấn đề. Và các bạn nói rằng nơi đó chỉ là nơi giam giữ các phạm nhân. Còn đối với những cái trường giáo dưỡng là những người chưa đến, là trong cái trường giáo dưỡng là học viên của những trường đó là những người mà chưa đủ tuổi thành niên. Thành ra là người ta gọi đó là không phải là trại giam, mà người ta gọi là trường giáo dưỡng. Thì các bạn nói là nơi đó chỉ là nơi giam giữ thôi. Thì có những cái bài thu hoạch như vậy. Nhưng tôi xin thưa rằng không. Đấy không phải là họ không làm gì cả. Mà đây họ theo cái quan điểm là muốn thay đổi hành vi á, thì hãy thay đổi môi trường hoàn cảnh. Và môi trường hoàn cảnh ấy, chúng ta thay đổi và chúng ta cứ lặp đi lặp lại sự thay đổi, thì hành vi sẽ thay đổi. Chứ không phải không làm gì. Họ có làm gì nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó. Và chúng ta tưởng rằng nơi đó chỉ là nơi giam giữ. Không. Họ thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi bằng cách là họ thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường. Đối với trẻ nhỏ cũng vậy. Chúng ta muốn thay đổi hành vi của nó cũng vậy. Có những đứa trẻ nó nói ngọng. Nó không nói được những cái từ, ví dụ như những từ N, L, hoặc là nó nói ngọng, thậm chí ví dụ như có những đứa trẻ nó không nói được từ xe lửa chẳng hạn. Thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại, chúng ta nói cái từ xe lửa trước mặt nó. Chúng ta mỗi lần chúng ta nói thì nó phải lặp lại, chúng ta nói nó lặp lại. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì trẻ nó sẽ tự phát âm đúng. Thay đổi môi trường hoàn cảnh. Học ngoại ngữ cũng vậy. Có những đứa trẻ nó không thể phát âm được tiếng Anh, bởi vì cả đời nó không bao giờ nó được nghe tiếng Anh. Những đứa trẻ mà muốn học ngoại ngữ, học ngoại ngữ không phải là cứ cố học mà bỏ ra công sức học mà học đâu, mà nó là cái quá trình mà cái đứa trẻ nó phải được nghe thường xuyên. Nó được nghe, có thể là nghe người ta nói, người ta giao tiếp bằng tiếng Anh, có thể là được nghe băng, nghe đĩa, nghe đài bằng tiếng Anh. Nó nghe lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và đến một lúc nào đó, thì tự nó có thể lặp lại và nó phát âm được. Cái hoàn cảnh môi trường tác động để hình thành một cái hành vi mong muốn. Hoặc có những đứa trẻ, nó không biết để dép ngay ngắn, nó cứ đi vô nhà là nó quăng dép lung tung. Thì bây giờ ấy, chúng ta cứ ngay trước mặt nó, nhiều lần ấy, chúng ta xếp đôi dép nó thật ngay ngắn, xếp đôi dép nó thật ngay ngắn.
và cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy và cùng với trẻ lặp lại cái hành động xếp ngay ngắn, thì đến một lúc nào đó trẻ nó sẽ làm được cái việc đó, và khi nó làm việc đó thì mình sẽ khen, nó không làm việc đó ta chê. Thì tôi cũng gọi đó là tác động của môi trường hoàn cảnh để hình thành một hành vi mong muốn. Vừa rồi tôi nói về nguyên tắc của trường phái này, mặc dù gọi là trường phái hành vi nhưng mà nhấn mạnh vai trò của môi trường hoàn cảnh. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, trên slide các em thấy á, đó là cô có nói là trường phái này nó tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học. Thế nào là một cuộc cách mạng? Cuộc cách mạng khi mà ta dùng chữ cách mạng có nghĩa là nó mở ra một cái giai đoạn mới, và kể từ đó mọi cái nó sẽ khác và nó sẽ theo cái chiều hướng đi lên. Mình ta gọi đó là cuộc cách mạng. Thế cái cuộc cách mạng cụ thể của trường phái hành vi đã tạo ra cho tâm lý học nó là cái gì? Đó là khi mà tâm lý học ra đời thì Wilhelm Wundt, cha đẻ của tâm lý học, nói rằng mọi kết luận tâm lý phải có bằng chứng, phải được chứng minh. Chúng ta tôi vẫn luôn luôn nói là đã là khoa học thì sự thật là phải chứng minh, mà phải được chứng minh. Và khi tâm lý học của chúng ta vào năm 1879 được giới khoa học trên toàn thế giới công nhận nó là khoa học, bởi vì chúng ta đã cung cấp những cái phương pháp để chúng ta chứng minh, chúng ta đưa ra những bằng chứng, chúng ta đưa ra thực chứng khoa học cho mọi kết luận. Mà những cái kết luận đó chúng ta gọi đó là sự thật về tâm lý con người. Nhưng mà trải qua một thời gian dài ấy, thì chúng ta vẫn chưa chưa làm thực hiện cái điều đó. Ví dụ như là cái trường phái phân tâm học nói rằng cái thúc đẩy hành vi là những cái mà nó ẩn sâu và nó nằm ở bên dưới của tâm thức. Nhưng mà cái gì, nếu mà gọi là cái gì ẩn sâu, cái gì mà nó thuộc về chiều sâu, cái nếu mà chúng ta nói như vậy nó rất là mơ hồ mà rất ít chứng cớ để chúng ta chứng minh được cái điều đó, mặc dù là trường phái phân tâm học có rất nhiều giá trị, tồn tại suốt gần 200 năm và đến ngày nay có rất nhiều giá trị, nhưng mà thực ra những cái kết luận đó nó cũng chưa đủ những cái thực chứng rõ ràng khách quan. Cho nên bắt đầu từ đây ấy, thì những người mà được gọi theo phong trào hành vi, theo trường phái hành vi, thì họ đều cùng thống nhất với nhau ấy, đó là bất cứ một kết luận nào của tâm lý học chúng ta đều phải chứng minh hết. Và ngày hôm nay khi mà tôi trình bày thì các em sẽ thấy là tất cả các lý thuyết, có bốn lý thuyết tôi trình bày đại diện điển hình cho trường phái hành vi, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một lý thuyết nào cũng phải chứng minh. Chứ không phải chúng ta nói từ chủ quan mà phải được chứng minh. Đấy mới là khoa học. Thì đây là hai cái điểm khái quát trước khi tôi đi vào từng từng lý thuyết một của trường phái hành vi. Trước hết thì tôi sẽ nói về cái người đầu tiên, lý thuyết đầu tiên của trường phái hành vi, đó là Thorndike. Thorndike có thể coi đó là người mở đường, mở lối cho trường phái hành vi. Thorndike là ông là thuộc về, cũng là nhà tâm lý học, nhưng mà ông đi về lĩnh vực tâm lý học giáo dục và tâm lý học dạy học. Và trường phái hành vi rất nổi tiếng với cái công thức SR. SR, các em nhìn ở trên cái slide của cô, đó là cái chữ SR. Mọi lý thuyết hành vi nó đều dựa trên cái công thức SR. Cái công thức SR có nghĩa là gì? Chữ S có nghĩa là stimulation, chữ viết tắt đầu của stimulation. Chữ A là chữ viết tắt đầu của reaction. Cái công thức này có nghĩa là nói rằng cái phản ứng của con người, cái hành vi của con người ấy, là do cái hoàn cảnh tác động, cái hoàn cảnh bên ngoài tác động, nó sẽ dẫn đến hành vi. Những người mà nhấn mạnh vai trò của môi trường hoàn cảnh, ủng hộ cho cái môi trường hoàn cảnh là cái
quyết định nhất là cái quan trọng, là cái số 1 nó chi phối hành vi của con người. Thì tôi gọi những người đó là theo trường phái hành vi. Có nhiều lý thuyết theo trường phái hành vi lắm. Nhưng mà trong bài ngày hôm nay cô giới thiệu 4 lý thuyết tiêu biểu. Cái, ví dụ như SA, chẳng hạn như ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Người ta xấu ấy, là do ở cạnh những người xấu. Vậy thì cái tính xấu đó là do môi trường hoàn cảnh. Tính tốt là chúng ta, là do chúng ta chơi với người tốt. Tốt hay xấu là do môi trường hoàn cảnh. Cái chữ S nó là nói lên là môi trường hoàn cảnh. Nó sẽ dẫn đến hành vi. Nó sẽ dẫn đến cái thói quen của chúng ta, nó dẫn đến tính cách. Ban đầu nó là hành vi, nhưng mà hành vi nó lặp đi lặp lại, nó trở thành thói quen. Và thói quen nó chính là tính cách của chúng ta. Tính cách của chúng ta là do môi trường hoàn cảnh. Trường phái hành vi là như vậy đó. Nhưng mà từ đâu mà có cái công thức SA này? Không phải từ chủ quan. Trường phái hành vi đã tuyên bố rồi là bất cứ cái gì cũng đều phải phải chứng minh. Cái công thức SA này cũng phải chứng minh. Cái điều mà chứng minh của Togdye, đây là cái thí nghiệm kinh điển của tâm lý học ấy. Đó là bằng cái thí nghiệm mang tên là Togdye Puzzle Box. Cái thí nghiệm này ông làm ở trên mèo. Một con mèo ông nhốt ở trong cái chuồng, mà bây giờ ông chỉ tập cho nó cái hành vi làm sao nó biết mở cái chốt. Bên ngoài thì ông để một cái khay thức ăn, một cái khay pate, một cái khay thức ăn mà mèo rất là thích. Mà nó muốn ra ngoài nó ăn được cái khay pate ấy, thì cái việc làm của nó là nó phải biết cách mở chốt. Và nó loay hoay nhiều lần lắm, do ngẫu nhiên ấy, nó cũng biết cách mở chốt, nhưng mà mất nhiều thời gian lắm, mất đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà nó mở chốt nó ra ngoài được rồi thì ông lại nhốt nó vào. Lần thứ hai nó cũng loay hoay mất cả tiếng đồng hồ. Lần thứ ba ông cũng lại nhốt nó vào, nó loay hoay mất cả tiếng đồng hồ. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy. Cho đến lần thứ 20 thì nó bắt đầu nó thành thạo. Và đến lần thứ 20, lần thứ 30 ấy, thì nó lại càng thành thạo hơn nữa. Và nó mở chốt rất là nhanh. Vừa đưa nó vào thì nó mở chốt được ngay. Thì cái trường phái hành vi nói là cái nguyên tắc để hình thành hành vi mong muốn ấy, đó là nguyên tắc củng cố. Có nghĩa là một hành vi nào ấy mà chúng ta củng cố nhiều lần ấy, thì nó càng ngày nó càng mạnh lên. Một cái bài học rút ra từ những cái thí nghiệm của Togdye là bất cứ hành vi nào chúng ta củng cố nhiều lần thì nó càng ngày nó càng mạnh lên. Ví dụ như một người nào đó, cái hành vi tiêu cực, chúng ta cứ nghĩ về quá khứ, nghĩ về những cái điều, những cái chấn thương, những cái cảm xúc đau thương, những cảm xúc đau buồn ấy, mà chúng ta cứ nghĩ đi nghĩ lại, ngày nào chúng ta cũng nghĩ, ngồi đâu chúng ta cũng nghĩ những cái chuyện đã qua, thậm chí là nghĩ về quá khứ, kể cả những cái quá khứ oanh liệt vẻ vang của mình ấy. Mình cứ có thói quen mình nghĩ về quá khứ ấy. Cái hành vi mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, hành vi đó nó sẽ mạnh lên ấy. Và nó sẽ, hành vi đó nó chính là con người chúng ta đấy. Và chúng ta sẽ trở thành cái người, tôi gọi đó là người, chúng ta gọi là sống trong thất niệm, người ta gọi đó là những người tiêu cực đấy. Những người tôi gọi đó là cứ nghĩ về quá khứ, đó là cái chết chậm. Tại vì chúng ta sống trong hiện tại mà chúng ta không tận hưởng được những cái trong hiện tại. Chúng ta không trọn vẹn với những cái trong hiện tại. Lúc nào chúng ta cũng chôn vùi những quá khứ, cái hận thù quá khứ, tiếc nuối những cái quá khứ, tiếc nuối những cái người trong quá khứ, mặc dù người ta đã có vợ, có chồng, người ta đã đầy đủ đầm ấm với gia đình người ta rồi, nhưng mà mình cứ tiếc nuối, mình cứ đau khổ. Rồi mình cứ tiếc nuối những cái vẻ vang của quá khứ. Rồi mình cứ tiếc nuối với những cái mà người khác đã gây cho mình đau khổ trong quá khứ. Chẳng qua là hành vi của mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại từ bé đến lớn. Không có ai dạy mình hết.
khiến cho mình cứ lặp đi lặp lại. Mà hành vi nào mà nó càng lặp đi lặp lại thì hành vi đó nó càng trở nên mạnh. Hoặc có những người cứ thói quen là cứ hay để ý đến những người mà người ta phản đối mình. 100 người người ta ủng hộ mình thì mình không để ý, nhưng mà chỉ có một người phản đối mình ấy, thì mình lại chăm chăm vào một người phản đối mình. Mà cái hành vi đó của mình ấy, nó cứ lặp đi lặp lại, mình cứ hễ ai phản đối mình chỉ cho dù một người thôi là mình cũng để ý. Lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại hành vi đó thì hành vi đó nó sẽ trở nên nó mạnh. Như hôm trước có một bạn nào đó hỏi cô là bây giờ mình học thiền rồi, nhưng mà đầu của mình ấy, mình vẫn cứ nghĩ về 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 những cái đau khổ trong quá khứ, nghĩ về những cái tiếc nuối trong quá khứ, nghĩ về những cái mối tình đã qua trong quá khứ, kể cả những người tình ngày xưa ấy, mình rất yêu nhưng mà bây giờ người ta đâu còn yêu mình nữa đâu, người ta đã êm ấm rồi nhưng mình vẫn cứ tiếc nuối. Bây giờ ấy, mình cứ bị nghĩ như vậy. Mình học thiền thì mình hiểu là hãy sống trọn vẹn với cái hiện tại, với cái giây phút của hiện tại. Mình hãy tận hưởng, mình hãy cảm nhận. Thế nhưng mà đầu mình vẫn vương trong quá khứ. Bởi vì tôi nói là bởi vì cái hành vi của mình ấy, hành vi cứ nghĩ về quá khứ ấy, nó đã lặp đi lặp lại. Nó mà tôi đã nói là hành vi nào lặp đi lặp lại quá nhiều lần ấy, thì hành vi đó nó trở nên mạnh. Mà bây giờ ấy, chúng ta lại phải tập lại. Bởi vậy cho nên là trong tu thiền ấy, người ta mới gọi là hành thiền, có nghĩa là thực hành. Có nghĩa là để chúng ta cảm nhận được những cái hiện tại, không phải là muốn là có, mà chúng ta lại phải lặp lại, lặp đi lặp lại cái hành vi đó. Mỗi ngày ấy, là chúng ta hãy cảm nhận những cái ở trong hiện tại với những người đang xung quanh mình trong hiện tại. Chúng ta cảm nhận được không khí, được hoa, được lá, được nắng, được gió. Chúng ta học cách cảm nhận. Khi mà chúng ta cảm nhận được hiện tại, chúng ta cảm kể trong chúng ta tập thể thao, chúng ta cảm nhận các nhóm cơ của chúng ta chuyển động. Khi mà chúng ta mải mê, chúng ta cảm nhận những cái trong hiện tại, chúng ta trọn vẹn với hiện tại. Đầu của chúng ta không còn rảnh để nghĩ về quá khứ. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại những hành vi để kết nối những cái hành vi mà giúp cho cái tâm của chúng ta kết nối được với hiện tại, kết nối được với cái thân của chúng ta. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại thì cái hành vi đó nó sẽ mạnh. Về trường phái hành vi, người ta gọi đó là nguyên tắc củng cố. Hành vi nào ấy sẽ cứ lặp đi lặp lại, càng thể hiện một mẫu hành vi nào nhiều lần ấy, thì cái mẫu hành vi đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Trường phái hành vi thì diễn đạt là như vậy. Nhưng mà trong tu thiền ấy, thì người ta gọi đó là tu thiền, tức là thực hành về thiền. Chúng ta thay đổi những cái cũ đi. Tu có nghĩa là chúng ta sửa đổi đi. Những cái thói quen cũ chúng ta sửa nó đi. Có những người có những cái thói quen là ngồi đâu chúng ta cũng nghĩ về quá khứ, hoặc là ngồi đâu chúng ta cũng lo lắng về những cái chưa xảy ra, hoặc ngồi đâu đầu óc chúng ta cũng tán loạn, chúng ta nghĩ đủ những cái thứ chuyện tầm bậy tầm bạ. Cái đó là nó là thói quen, làm cho cái thói quen làm cho chúng ta không lúc nào chúng ta cảm thấy vui. Và chúng ta gọi là bạc phận, nhiều khi chúng ta cứ gọi là bạc phận. Không, bạc phận là do cái cách của chúng ta, là do cái thói quen của chúng ta, chứ không phải là do bản chất cuộc đời nó là như vậy, mà do cái cách của chúng ta. Cho nên tu là chúng ta thay đổi. Cái nguyên tắc qua cái thí nghiệm này của Trogdai thì ông rút ra hai cái nguyên tắc là muốn củng cố, muốn một cái hành mẫu hành vi nào đó nó mạnh ấy, thì chúng ta phải củng cố. Ví dụ như ở cái con mèo ấy, là nó mở thật nhanh cái then, thì ông phải củng cố cái hành vi đó. Không những củng cố mà còn khen thưởng nữa. Mỗi lần nó mở ấy, thì ông tạo động lực cho nó, ông khen thưởng. Cái này ấy, được sử dụng rất nhiều trong dạy động vật. Ví dụ như người ta dạy cho chó biết làm tính này, người ta dạy cho sư tử, hổ báo biết nhảy qua vòng lửa này,
người ta dạy cho khỉ biết chặt đạp xe đạp này, người ta dạy cho chim bồ câu biết đi theo vòng số 8, vân vân và vân vân. Người ta muốn dạy một cái mẫu hành vi nào đó mong muốn thì người ta chỉ có nguyên tắc là củng cố. Và bên cạnh nguyên tắc củng cố, người ta còn có nguyên tắc là thưởng. Mỗi lần nó làm được cái hành vi đó, nó đều được thưởng. Và kể cả trong dạy học cũng vậy, đối với trẻ cũng vậy. Muốn hình thành ở trẻ một cái hành vi mong muốn. Như lúc nãy tôi nói, một đứa trẻ nó không phát âm được cái từ xe lửa. Thì chúng ta cứ kiên nhẫn, chúng ta nói nhiều lần. Thì đến một lúc nào đó nó tự phát âm. Muốn cho một đứa trẻ nó học ngoại ngữ, thì chúng ta cứ tác động cho nó nghe nhiều lần. Còn không cho nó nghe mà bắt nó học, nó nói được ngoại ngữ. Cái đó là không thể. Trước hết là chúng ta phải củng cố những cái tác động bên ngoài. Và kể cả khen thưởng nữa, có thể khen thưởng từ những rất nhỏ. Ví dụ nó làm được thì chúng ta mỉm cười cũng đã là khen thưởng rồi. Một đứa trẻ nó không nói được cái từ xe lửa, mà chúng ta lặp đi lặp lại đến khi nó nói được cái từ xe lửa, chúng ta mỉm cười, đó là khen thưởng. Một đứa trẻ nó không biết cách sắp xếp dép, chúng ta cứ nhiều lần chúng ta sắp xếp dép và chúng ta làm cùng với nó sắp xếp dép rất ngay ngắn. Và nếu nó làm được ấy, tự nó làm được ấy, chúng ta thưởng cho nó một nụ cười. Hoặc là chúng ta có thể thưởng cho nó bằng những cái phần thưởng khác. Thì đến lúc nào đó thì chúng ta sẽ hình thành được một cái hành vi, một mẫu hành vi mong muốn. À, đấy là lý thuyết đầu tiên, lý thuyết của Thorndike. Ông là người có công đưa ra cái công thức SA. Có nhiều bạn ấy nhầm lẫn, tưởng là Watson là cha đẻ của trường phái hành vi là người đưa ra cái công thức SA. Thì cô điều chỉnh, tại vì cô thấy một số bạn ấy bị nhầm lẫn. Thì cái công thức SA này là công thức của Thorndike, và ông cũng là người đưa ra cái nguyên tắc kết luận rằng chúng ta muốn hình thành một cái mẫu hành vi mà chúng ta mong muốn ấy. Thì ví dụ như đối với trẻ, chúng ta có rất nhiều hành vi mong muốn ở nó. Ví dụ như hành vi lễ phép cũng là hành vi chúng ta mong muốn ở nó. Thì chúng ta cũng phải dùng cái nguyên tắc là củng cố hoặc là khen thưởng. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái lý thuyết thứ hai, đó là lý thuyết của Watson, John Watson, được coi là cha đẻ của trường phái hành vi. Nhưng mà Thorndike lúc nãy tôi giới thiệu ấy, ông là người mở đường mở lối. Còn bây giờ Watson là cha đẻ của trường phái hành vi. Watson là cha đẻ của trường phái hành vi, bởi vì năm 1913 ông viết cái cuốn gọi là cuốn tuyên ngôn của những người theo phong trào hành vi, theo trường phái hành vi. Cái tuyên ngôn này, tại vì khi mà cái lý thuyết hành vi ra đời thì có rất nhiều người ủng hộ cho cái trường phái này, cho cái phong tạo thành một cái phong trào và đại diện cho trường phái hành vi vào năm 1913. John Watson viết cái cuốn gọi là tuyên ngôn của trường phái hành vi. Trong cuốn tuyên ngôn này thì có một số những cái điểm rất là quan trọng. Cái điểm thứ nhất là Watson lại nhấn mạnh là cái ngành tâm lý học này, cái khoa học tâm lý này là khoa học phải có bằng chứng. Tất cả mọi kết luận là chúng ta đều phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, phải được chứng minh bằng những cái thí nghiệm, bằng những thực nghiệm. Như lúc nãy tôi giới thiệu về Thorndike thì cái công thức SA, rồi ông nói là một cái hành vi mà nó trở nên mạnh mẽ là nó phải được củng cố. Ông nói như vậy ông phải chứng minh. Cái chứng minh, cái thí nghiệm của ông đó là thí nghiệm về Thorndike Puzzle Box. Ở đây Watson ông nhấn mạnh cho đến sau này nữa ấy, tâm lý học của chúng ta là phải phải đưa ra những cái thực chứng khoa học. Mọi kết luận là phải đưa ra những cái thực chứng khoa học. Mọi lập luận phải đưa ra những cái chứng cứ thực nghiệm thật là khách quan và thật là đáng tin cậy. Và cái điều tiếp theo nữa của cái tuyên ngôn của hành vi
là Watson ông khẳng định rằng tâm lý học ấy không phải chỉ loanh quanh trong cái lãnh địa của sự phỏng đoán. Những cái gì mà chúng ta còn mơ hồ, còn mờ ảo, không bao giờ được kết luận. Đừng vội kết luận. Nếu mà nói là cái mà thúc đẩy hành vi là cái mà ẩn sâu, cái mà bí ẩn, mà cái ẩn sâu, có cái gì là cái bí ẩn, cái ẩn sâu, cái gì mà chứng minh được cái điều đó, cái điều đó còn rất là mơ hồ. Ông nói nếu mà còn mơ hồ thì đừng vội kết luận, đừng vội kết luận nếu như chúng ta còn mơ hồ. Và đừng có phỏng đoán. Ông gọi là nếu mà phỏng đoán là cái vớ vẩn nhất trong khoa học, cái trường phái hành vi thì lại theo cái quan điểm như vậy. Và không cố đoán, không cố giải thích nếu như chúng ta còn mơ hồ. Và trường phái hành vi ấy, thì đều, tất cả những lý thuyết hành vi đều dựa trên cái nguyên tắc giải quyết, giải thích tất cả các sự kiện, các hành vi là dựa trên cái nguyên tắc SA hành vi. Tức là trong, tôi nói là tất cả các trường phái ấy, là đều 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 nghiên cứu về nhận thức ha. Nhưng mà có bạn nào thắc mắc cô là tại sao cái trường phái hành vi này không đề cập đến nhận thức mà lại chỉ đề cập đến những cái ảnh hưởng tác động của môi trường hoàn cảnh với công thức là SA, chúng ta không thấy nhận thức ở đâu hết. Thì lát nữa tôi sẽ trình bày ha. Còn bây giờ thì trong cái tuyên ngôn của hành vi ấy, thì mới có cái công thức SA thôi, là đề cập đến có mỗi hai yếu tố, đó là hành vi, phản ứng phản xạ của con người. Nó phụ thuộc vào những tác động từ bên ngoài. Tác động bên ngoài có thể là môi trường xã hội, có thể là những cái hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh xã hội khác. Và cái trường phái hành vi này ấy, lý thuyết của John Watson, lý thuyết của ông mang tên là lý thuyết hành vi luôn, và trường phái này cũng mang tên là trường phái hành vi luôn. Thì trong cái lý thuyết hành vi này ấy, thì John Watson lại một lần nữa khẳng định những cái điều kết luận của Tocqueville. Nhưng chỉ có điều là cái nghiên cứu của Tocqueville, ông kết luận là một cái mẫu hành vi nào mà được củng cố nhiều lần ấy, thì nó sẽ trở nên mạnh. Một cái mẫu hành vi nào ấy, không những củng cố mà khen thưởng ấy, thì nó sẽ trở nên rất là mạnh. Và những cái mẫu hành vi của chúng ta nó trở nên mạnh ấy, là nó phụ thuộc vào những cái củng cố của môi trường bên ngoài. Nhưng mà kết luận của Tocqueville là ông lại dựa trên những cái nghiên cứu mà nghiên cứu ở trên động vật. Còn bây giờ ấy, Watson ấy, thì một lần nữa ông lại khẳng định kết luận của Tocqueville. Những cái kết luận mà cô vừa nhắc, mà Tocqueville vừa khẳng định, đó là nguyên tắc củng cố hành vi và nguyên tắc khen thưởng để chúng ta làm cho một cái mẫu hành vi nào đó nó trở nên mạnh ấy. Thì những cái kết luận của Tocqueville ấy, ông vẫn giữ cái kết luận đó của Tocqueville, nhưng chỉ có điều là bây giờ ông thể hiện cái kết luận đó ở trên cái thí nghiệm về ở trên con người. Và cái thí nghiệm của John Watson ấy, là ông làm thí nghiệm trên một đứa bé 9 tháng tuổi. Thí nghiệm đó mang tên là Little Albert Experiment. Ông làm trên thí nghiệm trên một cái đứa bé tên là Albert. Cái đứa bé này mới có 9 tháng tuổi thôi. Đương nhiên là cái thí nghiệm này của John Watson ấy, nó có rất nhiều giá trị, nhiều ý nghĩa về mặt khoa học. Để ông muốn nói rằng một cái hành vi, khi một con người chúng ta hình thành một cái tính cách, hình thành một cái thói quen, mà cái tính cách thói quen đó nó định hình ngay từ lúc bé và nó đi theo trong suốt cuộc đời của chúng ta ấy. Tất cả những cái tính cách của chúng ta lớn ấy, là nó đều đều được hình thành từ bé. Nó đều bắt nguồn từ những cái thói quen. Nó đều là những cái hành vi mà nó trở nên mạnh mà nhờ những cái củng cố từ môi trường. Thì để chứng minh được cái điều đó ấy, thì không có cách nào khác là ông phải phải chứng minh. Nhưng mà cái thí nghiệm này ấy, của John Watson ấy, nó có nhiều những cái giá trị khoa học, ý nghĩa khoa học, nhưng mà nó cũng bị lên án bởi vì
làm trên con người, lên án về mặt đạo đức. Những cái thí nghiệm của tâm lý học hay của y học ấy, làm ở trên động vật thì giới bảo vệ động vật cũng phản đối. Còn nếu mà làm trên con người ấy, mà nó liên quan đến vấn đề đạo đức thì cũng bị phản đối. Và đây là một được xếp, đây cái thí nghiệm này của John Watson được xếp vào một trong top 10 thí nghiệm, người ta gọi đó là những top 10 thí nghiệm vô đạo đức nhất trên thế giới. Bởi vì ông làm ở trên đứa trẻ và ông đã hình thành ở cái đứa trẻ một cái tính cách đó là rất là sợ, ám ảnh, sợ sợ những cái gì mà nó mềm, nó mượt. Cuối cùng ấy là ông hình thành đứa trẻ một cái gọi là một cái sự ám ảnh sợ. Cái cách làm ấy là ông làm ở trên một đứa bé. Đầu tiên cái đứa bé này ấy, nó có 9 tháng tuổi thôi, nó tên là bé Albert. Trước khi ông làm thí nghiệm này ấy, thì nó không sợ bất cứ một cái điều gì hết. Kể cả đưa một con chó rất là lớn, con chó có thể là to gấp đôi, gấp ba lần cái đứa bé này, đưa lại gần ấy, đứa bé nó cũng không sợ. Nó chơi, nó túm túm đầu, túm cổ con chó, nó chơi. Bất cứ một cái gì đưa lại gần con bé, đứa bé này nó đều không sợ hết. Nhưng bây giờ ấy, qua cái thí nghiệm, sau cái thí nghiệm kết thúc cái thí nghiệm này, đứa bé nó sợ rất nhiều thứ. Và cái sợ này nó càng ngày nó càng trở nên mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì Watson ấy, ông củng cố. Đúng như là Thorndike nói, là một mẫu hành vi mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì những cái mẫu hành vi đó nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Thì cái nỗi sợ này nhìn lặp đi lặp lại nhiều lần, thể hiện nhiều lần, thì cái nỗi sợ này nó trở thành cái nỗi sợ, nó trở thành cái đặc tính của đứa bé này luôn. Đầu tiên ấy thì nó không sợ bất cứ cái điều gì. Sau đó thì ông mỗi lần ông đưa lại gần cái đứa bé những cái con vật mà nó có lông mềm và mượt ấy, thì ông đồng thời ông dùng cái búa ông gõ lên cái thanh sắt, cái tiếng gõ rất là chát chúa. Ông gõ, ông cứ kết hợp nhiều lần ấy, ông cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lần đưa những cái con vật mà có lông mềm mượt thì ông lại gõ, tiếng gõ rất là chát chúa. Và rồi ông củng cố lặp lại nhiều lần như vậy, làm cho đứa bé nó rất sợ, cái tiếng gõ nó rất là sợ. Và lặp đi lặp lại nhiều lần. Và sau này ấy, ông không gõ nữa. Và ông chỉ cần đưa những cái con vật mà nó có lông mềm, lông mượt lại gần ấy, là đứa bé nó lập tức nó bỏ chạy. Và thậm chí là ông đưa cái áo len ấy lại gần nó, ông mặc cái áo len, ông đưa cái áo len của ông lại gần ấy, cái đứa bé nó sờ vào cái áo len nó cũng vội vàng nó bỏ chạy. Thậm chí là ông đeo cái bộ râu của ông già Noel ấy, ông lại gần nó sờ vào bộ râu ấy, nó cũng sợ, nó bỏ chạy. Điều đó có nghĩa là cái hành vi, một cái hành vi mạnh mẽ, nó được hình thành ấy, là nó do cái hoàn cảnh tác động. Mà hoàn cảnh mà lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, thì sẽ làm cho hành vi đó nó mạnh lên. Và cái hành vi ấy, mà nó mạnh và nó trở thành thói quen ấy, thì đó chính là tính cách sau này của đứa trẻ. Đấy là lý thuyết của Watson mà cô vừa giới thiệu ha. Lý thuyết của Watson và lý thuyết của Thorndike ấy là hoàn toàn dựa trên cái công thức SA, và bất cứ một lý thuyết nào sau này ấy mà chúng ta thấy dựa trên cái công thức SA ấy, thì chúng ta đều hiểu đó là hành vi cổ điển, chúng ta gọi đó là hành vi cổ điển. Còn bây giờ ấy, thì chúng tôi sẽ nói về trong trường phái hành vi thì nó sẽ có hai. Nó sẽ có hai mức, một trường phái hành vi cổ điển và thứ hai đó là trường phái hành vi mới.
cái trường phái hành vi mới ấy. Có bạn nào biết ở lớp chúng ta, tôi không biết là các em đã bao giờ chúng ta nghe nói đến trường phái hành vi chưa? Và đã bao giờ nghe nói đến hành vi cổ điển và hành vi mới chưa? Nếu mà các em đã từng nghe nói rồi thì các em chia sẻ cho cô và các bạn. Cái hành vi mới và hành vi cổ điển nó khác nhau ở chỗ nào? Có bạn nào biết không? Nếu mà biết thì cho cô biết, cho cô hay. Ở lớp chúng ta có ai biết không? Hello. Những bạn mà trước hay phát biểu đâu rồi? Minh Thanh, có biết không? Minh Thanh có đây không? Minh Thanh, em có mặt đây không? Thanh Phương. Minh Thanh, em có mặt đây không? Có hả? Em đã bao giờ nghe nói đến hành vi mới và hành vi cổ điển không? Có nghe thằng nói bao giờ chưa? Nhắn em trả lời cô. Dạ không. Có bạn nào biết không? Không sao đâu, đi học mà. Các em đi học mà, các em cứ nói đúng cái suy nghĩ của mình thôi. Còn nếu mà là nhà khoa học, cái lúc nãy tôi nói là mà nhà khoa học người ta kết luận khoa học ấy, thì người ta mơ hồ thì người ta không kết luận. Còn chúng ta đi học ấy thì chúng ta chưa biết thì chúng ta mới đi học. Còn chúng ta đã biết rồi thì chúng ta đi dạy và chúng ta đi nghiên cứu khoa học. Mà nói chung là những nhà nghiên cứu khoa học ấy thì người ta cũng còn nhiều cái người ta chưa biết lắm. Những cái gì người ta chưa biết thì người ta bảo người ta chưa biết. Còn những cái gì mà người ta biết rồi ấy, thì người ta phải phải chứng minh. Nếu mà em suy nghĩ gì về vấn đề này thì em trả lời cho cô. Không, đừng có ngại, các em đừng có ngại. Cái vấn đề này em biết một chút gì thì em chia sẻ. Có bạn nào biết không? Hành vi mới và hành vi cổ điển. Trong trường phái hành vi á, thì nó sẽ có hai. Nó sẽ chia ra làm hai. Một cái gọi là hành vi cổ điển, một đại diện điển hình của hành vi cổ điển ấy, đó là Tocqueville và Watson. Tocqueville và Watson ấy, với cái công thức mà bao quát đó là SR. A có nghĩa là hành vi phản ứng và S là những cái tác động từ môi trường hoàn cảnh. Còn bây giờ ấy, tôi bước vào hành vi mới mà đại diện điển hình của hành vi mới mà cô giới thiệu trong bài ngày hôm nay ấy, đó là Toman, đó là Skinner, đó là Bedura. Còn nhiều lắm nhưng mà trong Ủa cái cô thời có gian đang nói không cô? Sao tụi con không nghe được nữa? các bạn khác có nghe được không? À, dạ vẫn nghe được cô ạ. Các bạn vẫn nghe được. Các bạn vẫn nghe được. Vậy thì chắc là lỗi ở bên 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 mic của em đó. Dạ dạ Cái dạ mic nghe của được rồi. nghe được rồi ha. Có bạn nào có biết không? Về cái sự khác nhau giữa hành vi mới và hành vi cổ điển. Dường như các em chưa 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 được tiếp xúc nhiều ha. Thì bây giờ cô nói luôn. Hành vi cổ điển thì đưa ra công thức SA, có nghĩa là phản ứng hành vi của chúng ta ấy, là nó bị tác động, nó bị quy định nhiều bởi vì môi trường hoàn cảnh. Thế nhưng mà thực tế có phải là như vậy hay không? Chúng ta thấy rằng thực tế nhiều khi chúng ta nghe một bài hát buồn ấy, không phải tất cả mọi người đều buồn đâu. Nghe một bài hát vui ấy, không phải tất cả mọi người đều vui. Cái công thức SA ấy, nếu mà theo công thức SA thì chúng ta sẽ hiểu là nghe một bài hát vui thì tất cả mọi người sẽ vui, mà nghe một bài hát buồn thì tất cả mọi người sẽ buồn, bởi vì hành vi của chúng ta ấy, là nó do cái yếu tố bên ngoài quy định. Nhưng mà thực tế thì chúng ta lại thấy không phải như vậy. Có khi nghe một bài hát rất là vui, mà có người thì vui, có người thì dửng dưng, mà có người ấy thì lại nghe một bài hát vui ấy, thì thấy trong lòng muốn ứa nước mắt. Bởi vì cái bài hát đó nó gắn với kỷ niệm buồn.
Vậy thì có phải hành vi của chúng ta nó là hoàn toàn do môi trường hoàn cảnh quyết định không? Thì đây là câu trả lời. Thực tế hành vi của chúng ta không phải hoàn toàn do hoàn cảnh quyết định. Đúng là hoàn cảnh quyết định đó, nhưng mà không phải duy nhất hoàn cảnh quyết định, mà còn có những yếu tố khác nữa. Những yếu tố khác nó thuộc về bên trong của chúng ta. Những yếu tố khác nó thuộc về bên trong tâm trí của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta. Còn nếu mà nói về hành vi mà do hoàn cảnh quyết định hoàn toàn ấy, thì chúng ta chưa đầy đủ, chúng ta còn còn rất là phiến diện. Cho nên cái trường phái, những cái lý thuyết mà được gọi là trường phái hành vi mới ấy, đã bổ sung thêm. Giữa công thức SCI thì có cái trung gian, có những yếu tố trung gian. Thứ nhất, cô giới thiệu lý thuyết của Tolman. Tolman, ông nói rằng giữa cái công thức SCI thì có yếu tố trung gian. Vậy cái yếu tố trung gian là gì? Thì Tolman, ông ấy bằng cái thí nghiệm. Đấy, chúng ta thấy rằng bất cứ một cái kết luận nào ấy, cũng đều có thí nghiệm. Thì Tolman, ông làm cái thí nghiệm. Cái thí nghiệm này ấy, là ông làm trên chuột. Chuột chạy trong mê lộ. Mê lộ tức là một con đường rất là phức tạp. Chữ mê, lộ là con đường, mê lộ là con đường rất là phức tạp. Các em nhìn ở trên cái slide thì các em sẽ thấy là nó cuối của cái con đường ấy là nó sẽ là chỗ để thức ăn. Và điểm xuất phát ấy là nơi người ta sẽ bắt đầu thả con chuột vào đó. Con chuột nó sẽ phải chạy đến chỗ lấy thức ăn. Khi mà nó được thả vào trong cái mê lộ này ấy, thì nó sẽ phải tìm được đường đến chỗ lấy thức ăn. Cái yếu tố kích thích, cái gọi là S stimulation ấy, đó là nơi cái hộp để thức ăn, cái box, cái hộp để thức ăn kích thích hành vi của con chuột. Cái con chuột nó chạy đến chỗ này thì các em sẽ thấy là nó chạy con đường rất là vòng vèo. Nó có những cái ngã ba, và có những cái chỗ ngã ba thì có thể đi vào đường cụt mà cũng có thể tìm được đường đi đúng. Mà nếu mà từng đường đi đúng thì các em sẽ thấy là nó sẽ gặp những cái bức màn. Những cái chỗ mà người ta vẽ gạch 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 là những cái bức màn. Thì con chuột nó được tìm được đường đến chỗ lấy thức ăn ấy, nó rất là vất vả, mất rất nhiều thời gian. Nhưng rồi cũng được tìm được đường đến chỗ lấy thức ăn. Nếu mà theo cái công thức SA của John Watson ấy, thì rõ ràng là cái mà kích thích hành vi của đứa trẻ ấy, hành vi của chuột ấy, đó là thức ăn ha. Thế nhưng mà thực ra ông Tolman thì ông thấy rằng còn có cái yếu tố khác nó tham gia vào, chứ không phải chỉ có thức ăn đâu. Nó tham gia vào, nó quy định hành vi của con chuột, nó thúc đẩy hành vi của con chuột. Và cái thí nghiệm này, ông làm cái thí nghiệm và ông chỉ ra cái mà nó còn ảnh hưởng, nó còn chi phối, nó còn quyết định hành vi của con chuột ấy. Cái yếu tố trung gian ấy, ông gọi đó là nhu cầu. Dựa vào đâu để nói là nhu cầu? Thì ông dựa vào cái thí nghiệm của ông. Cái thí nghiệm của ông ấy là ông làm trên rất nhiều con chuột khác nhau. Có những con thì nó rất là đói. Có những con thì nó mới được ăn. Có những con thì nó ăn đến bội thực. Có những con thì nó không được ăn trong rất nhiều ngày. Có những con thì vừa được ăn, có những con thì ăn đến bội thực. Có những con thì đói, nhưng mà có những con đói rất nhiều ngày. Hành vi của chúng có khác nhau không các em? Hành vi của chúng có khác nhau? Rõ ràng khác nhau. Nếu mà khác nhau thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái nhu cầu nó ảnh hưởng đến hành vi. Chứ không phải chỉ có thức ăn đâu, mà nhu cầu. Có những con nó đói đến bội, đói nhiều ngày, có những con thì nó đói, có những con thì nó vừa được ăn, mà có những con ăn đến bội thực. Thì
thì nó sẽ rất là khác nhau. Chạy trong cái đường này thì ông thấy rằng những cái con mà đói ấy, thì nó chạy rất là nhanh. Đây là cái biểu đồ để ông đo, ông thể hiện, ông đo thời gian và ông thể hiện cái điều đó ở trên cái biểu đồ này. Có những con ấy, là nó đói thì nó chạy rất là nhanh, còn có những con nó đói đến nhiều ngày ấy, thì nó còn chạy nhanh hơn nữa. Còn những con mà nó mới được ăn ấy, thì nó chạy rất là chậm. Còn những con mà nó ăn đến bội thực rồi ấy, thì nó không muốn chạy đến chỗ lấy thức ăn. Khay thức ăn nó không có ý nghĩa gì hết, nó không còn là kích thích SA. Vậy thì ở đây ấy, ông Thomas ông nói rằng cái yếu tố mà nó thúc đẩy hành vi ấy, rất quan trọng, đó là nhu cầu. Và ông vẫn dựa trên nền tảng của trường phái hành vi, vẫn nhấn mạnh vai trò của môi trường hoàn cảnh, nhưng ông bổ sung thêm yếu tố nhu cầu. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu tiếp lý thuyết thứ hai. Nếu mà nói về trường phái hành vi mới thì tôi sẽ nói tiếp. Đó là Skinner. Skinner cũng dựa trên cái trường phái hành vi, có nghĩa là cũng vẫn thừa nhận rằng môi trường hoàn cảnh nó có vai trò quyết định đối với hành vi, cũng vẫn thừa nhận cái điều đó. Và toàn bộ lý thuyết của ông vẫn dựa trên cái nền tảng là môi trường hoàn cảnh quyết định hành vi. Nhưng ông nói rằng, nhưng cái kinh nghiệm cá nhân nó rất quan trọng. Nếu như lúc nãy Thomas nói rằng nhu cầu rất quan trọng, tham gia vào việc thúc đẩy hành vi, thì bây giờ Skinner ông nói là cái kinh nghiệm cá nhân rất quan trọng. Dựa vào đâu mà ông lại kết luận như vậy? Dựa vào ông làm thí nghiệm trên bồ câu và làm thí nghiệm trên chuột. Trên thí nghiệm trên bồ câu ấy, thì ông cho bồ câu mổ vào từng nút. Nếu mà nó mổ vào màu đỏ thì thóc sẽ rớt ra. Còn mổ vào màu xanh lá cây, màu xanh nước biển hay màu vàng ấy, thì không có thóc. Nhưng cứ hễ mổ vào màu đỏ thì thóc rớt ra. Lúc đầu ấy, thì con bồ câu ấy, là nó mổ, đưa nó vào ấy, thì nó mổ kể cả màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Nút nào nó cũng mổ. Nhưng mà rồi ấy, về sau ấy, theo thời gian ấy, thì nó thấy rằng cứ mổ trúng nút màu đỏ ấy, thì thóc rớt ra. Và sau ấy, con bồ câu nó sẽ không bao giờ nó mổ vào cái nút màu vàng, màu xanh lá cây hay màu xanh nước biển nữa. Và nó chỉ mải miết mổ vào cái nút màu đỏ thôi. Và Skinner ông nói rằng cái bài học thiết thực nhất là bài học do chính cá nhân rút ra. Có những đứa trẻ, người mẹ nói là con đừng bao giờ con sờ vào ổ điện. Nói nó không nghe. Người mẹ có dạy thế nào cũng không nghe. Nhưng có một lần duy nhất nó mon men đến gần ổ điện và nó bị giật. Và kể từ đó trở đi nó rất là cảnh giác cái ổ điện. Và đúng như cái kết luận của Skinner ấy, bài học thiết thực nhất là bài học do chính cá nhân rút ra. Ông làm cái thí nghiệm đó ấy, là trên chim bồ câu, còn ông còn làm thí nghiệm ở trên con chuột vậy. Con chuột khi mà ông thả trong cái ông gọi là Skinner box ấy, một cái hộp, thì cái hộp đó nó sẽ có nút xanh và nút đỏ. Nếu mà nó chọn mà chạm vào nút đỏ ấy, thì nó bị điện giật, và nó chạm vào nút xanh ấy, thì nó sẽ có thức ăn. Đầu tiên thì nó chạm cả vào hai nút, nhưng mà sau đó ấy, thì một cái kinh nghiệm nó rút ra là đừng bao giờ chạm vào cái nút đỏ.
và nó chỉ mải miết nó chạm vào nút xanh. Cái hành vi này ấy, là hành vi tạo tác như trong cái thí nghiệm của Pavlov hay thí nghiệm của Tocqueville ấy, thì tôi có đề cập đến hai cái loại hành vi, đó là hành vi không điều kiện và hành vi có điều kiện. Thì cả hai vị hành vi này ấy, đó là hành vi đều là hành vi thụ động ha. Còn bây giờ ấy, là hành vi tôi gọi đó là hành vi chủ động, hay tôi gọi đó là hành vi tạo tác, tức là tự bản thân mình tác động vào môi trường và bắt môi trường phải đem lại phần thưởng cho chính bản thân mình. Thì Skinner ông đã đưa ra cái khái niệm thứ ba, đó là khái niệm về hành vi, đó là loại hành vi thứ ba, đó là hành vi chủ động, gọi đó là hành vi tạo tác. Ông bổ sung trong cái thuyết hành vi mới thì Skinner ấy, ông bổ sung là cái yếu tố, một yếu tố quan trọng nó ảnh hưởng đến hành vi, đó là kinh nghiệm cá nhân. Nhưng mà một cái điều đáng kể nhất là cô vẫn nói với các em là khi mà ông tổ của ngành tâm lý học ấy, ông xác định là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học là nghiên cứu về về nhận thức, và cô giới thiệu với các em là kể từ đó tất cả các trường phái ra đời đều nghiên cứu về nhận thức. Trường phái cấu trúc và chức năng ấy cũng nghiên cứu về nhận thức nhưng mà ở tầng cao, đó là ý thức. Trường phái psychodynamic cũng nghiên cứu về về nhận thức nhưng mà nghiên cứu ở cái tầng thấp, đó là tiềm thức. Và bây giờ cô đang nói về cái trường phái thứ tư này ấy, là từ đầu đến giờ ấy, cô nói là chúng ta chỉ thấy cô nhắc có mỗi hai cái thôi, đó là hành vi và kích thích môi trường hoàn cảnh. Cô chưa hề nói gì đến nhận thức. Thì đây, cô bắt đầu cô nói là ông Skinner ấy, đây là một cái sự kiện, là ông Skinner vào ngày 17 tháng 8 năm 1990, ông có viết một cái bài báo là Can Psychology Be a Science of Mind? Tại sao tâm lý học không phải là khoa học mà nghiên cứu về tâm trí, về những cái mà đang diễn ra trong tâm trí? Bởi vì sao? Ông nói rằng chính tư duy nó mới là cái quyết định. Chính suy nghĩ nó mới là cái quyết định hành vi của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như thế nào ấy, thì con người chúng ta sẽ như thế đó, hành vi của chúng ta sẽ như thế đó. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ là chúng ta là người vô dụng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta làm được cái điều gì ra trò trống hết. Nếu chúng ta suy nghĩ cái cách hành vi của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều về cái suy nghĩ của chúng ta. Tính cách của chúng ta nó cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều về suy nghĩ của chúng ta. Cái suy nghĩ của chúng ta nó định hình về tính cách của chúng ta, định hình về hành vi của chúng ta. Ông Skinner, ông thấy như vậy. Tại vì từ đầu đến giờ ấy, chúng ta chỉ nói về môi trường hoàn cảnh thôi. Nhưng mà ông Skinner ông nói là chính cái suy nghĩ nó mới quyết định con cuộc đời chúng ta. Chính cái suy nghĩ nó mới quyết định tính cách của chúng ta. Tính cách của chúng ta như thế nào là do suy nghĩ của chúng ta. Là hành vi của chúng ta như thế nào là do suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ ông nói là, ví dụ như chúng ta cứ suy nghĩ rằng chúng ta vô dụng, thì rõ ràng là chúng ta sẽ chẳng bao giờ chúng ta làm được cái điều gì ra trò trống. Chúng ta thấy chúng ta bạc phận. Cái tính cách của chúng ta luôn luôn chúng ta thể hiện rằng chúng ta là một con người bạc phận. Là nơi do chính suy nghĩ của chúng ta, những cái cách suy nghĩ của chúng ta thảm thương, suy nghĩ của chúng ta bi đát mà ra. Chứ bản thân chúng ta không phải là con người bạc phận. Bạc phận là do cái cách suy nghĩ của chúng ta rất là thảm thương, rất là thống thiết về mọi chuyện xảy ra. Thảm thiết hóa mọi chuyện xảy ra. Và ông thấy rằng cái áp lực, cái stress không phải là do môi trường tạo ra, mà do nơi suy nghĩ của chúng ta. Có những người thất bại, nhưng họ không stress bởi vì họ coi thất bại nó không phải là thất bại mà nó là thử thách. Nhưng có những người khi thất bại thì coi đó là sự thảm thê, là sự bi đát. Rõ ràng là cái stress của con người không phải là do hoàn cảnh, mà là do cái cách suy nghĩ của mình. Chính vì như vậy, cho nên là ông Skinner, ông rất ngạc nhiên, ông nói là ồ tại sao cái trường phái hành vi lại chỉ có nghiên cứu về hoàn cảnh thôi, môi trường thôi. Rõ ràng là môi trường hoàn cảnh là rất là quan trọng.
Nhưng mà ông thấy rằng cái stress nó không phải là do môi trường mà do cái cách chúng ta suy nghĩ. Chúng ta cuộc đời chúng ta thấy nó thảm thương không phải là do hoàn cảnh mà do cái cách chúng ta suy nghĩ. Chúng ta không làm được cái việc gì ra hồn ấy, không phải là do hoàn cảnh, là do chúng ta suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ là chúng ta vô dụng, chúng ta suy nghĩ là chúng ta không làm ra được cái gì hết. Cái suy nghĩ nó mới là cái quan trọng, nó là cái định hình con người chúng ta. Cho nên ông viết một cái bài báo là tại sao tâm lý học lại chỉ nghiên cứu về môi trường hoàn cảnh mà không phải là khoa học nghiên cứu về cái mà nó đang diễn ra trong tâm trí của mình. Mà một cái điều lạ ngạc nhiên là cái bài báo ấy viết ra vào ngày 17 tháng 8, khi mà cái bài báo xuất bản ngày 17 tháng 8 thì ngày một ngày sau thì Skinner ông qua đời, ông mất. Cho nên cái bài báo này là cái bài báo mà nó cái thời khắc của nó cũng như cái nội dung của bài báo cũng rất là ấn tượng. Và kể từ đó trở đi là cái trường phái hành vi á, là bắt đầu không phải chỉ có đơn thuần là nghiên cứu về về những cái tác động của môi trường hoàn cảnh mà còn nghiên cứu về những cái yếu tố khác nữa, mà trong đó đặc biệt là nhận thức hành vi, nghiên cứu cả về nhận thức. Bắt đầu kể từ đây trở đi là trường phái hành vi nghiên cứu về nhận thức. Cho nên tôi mới nói là nhận thức nó là cái rất quan trọng, là điều rất quan trọng. Bất cứ trường phái nào ấy, mặc dù không gọi đặt tên cho trường phái của mình là nhận thức, nhưng mà rồi cuối cùng ấy, là họ cũng đều đi sâu nghiên cứu về nhận thức. Kể cả trường phái hành vi cũng vậy, ban đầu họ cũng không bao giờ họ đặt cái mục đích, mục tiêu là nghiên cứu về nhận thức. Kể cả trong cái tuyên ngôn của hành vi cũng vậy, cũng không bao giờ đặt cái mục tiêu nghiên cứu về nhận thức. Nhưng mà sau này những người mà đi theo trường phái hành vi thì họ đều thấy được cái tầm quan trọng của nhận thức. Đó là ý nghĩa vì sao mà cái ông tổ của ngành tâm lý học ấy, là ông ngay từ lúc đầu ấy, ông xác định là tâm lý học là khoa học nghiên cứu về nhận thức. Tại vì nhận thức, chúng ta nhận thức như thế nào thì cuộc đời chúng ta nó sẽ như vậy. Và chúng ta nhận thức như thế nào thì cái nhận thức nó sẽ định hình con người chúng ta như vậy, cái cách nhận thức. Cũng giống như Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, cũng nói về con người chúng ta khổ là bởi cũng là liên quan đến khả năng nhận thức. Có những cuộc đời của con người, con người rất là mong manh, trầm luân trong bể khổ là bởi vì cái khả năng nhận thức ở tầng rất thấp. Khi mà khả năng nhận thức mà nâng đến tầng cao ấy, tôi gọi đó là tỉnh thức, và chúng ta gọi đó là tầng cao, đó là ý thức. Nó phụ thuộc vào nhận thức. Rồi, cô nói cuối cùng, cái lý thuyết cuối cùng mà cô giới thiệu trong trường phái hành vi á, thực ra thì còn nhiều lý thuyết khác, nhưng mà cô giới thiệu những cái lý thuyết điển hình nhất. Cái lý thuyết cuối cùng mà cô giới thiệu ấy, đó là lý thuyết về nhận thức xã hội của Bandura. Bandura thì ông lại, nếu như Skinner ấy, ông nhấn mạnh vai trò của kinh nghiệm cá nhân, thì bây giờ Bandura ông nói rằng đúng, kinh nghiệm cá nhân nó có vai trò rất quan trọng đối với hành vi. Bài học thiết thực nhất là bài học do chính cá nhân rút ra. Nhưng mà có những cái á, nếu như phải để cho cá nhân rút ra kinh nghiệm là sẽ phải trả giá rất là đắt. Ví dụ như cái đứa trẻ mà người mẹ dặn con là đừng có lại gần ổ điện, nguy hiểm lắm ấy. Cái đứa trẻ nó không nghe lời ấy, cho đến một lúc nào đó nó lại gần ổ điện ấy, và nó bị điện giật. Kể từ đó trở đi, cái bài học thiết thực nhất là bài học do chính cá nhân rút ra. Nhưng mà cái trường hợp này ấy, là cái đứa trẻ nó vẫn còn may mắn ấy, nó vẫn còn hên ấy. Có những cái mà không thể, có những cái kinh nghiệm của cá nhân ấy, là sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Cho nên là Bandura ấy, ông
Ông nói rằng kinh nghiệm cá nhân nó quan trọng, nhưng mà có một thứ kinh nghiệm nó quan trọng hơn nữa, đó là kinh nghiệm, ông gọi đó là kinh nghiệm gián tiếp. Kinh nghiệm gián tiếp đó là những cái kinh nghiệm mà do người khác truyền đạt lại cho chúng ta. Kinh nghiệm gián tiếp đó là những cái kinh nghiệm mà trong sách vở. Kinh nghiệm gián tiếp là những kinh nghiệm mà chúng ta, những cái mà chúng ta được học từ cha mẹ, được học từ từ thầy, từ những bậc thầy của chúng ta. Những cái điều đó nó cũng rất là quan trọng đối với hành vi. Và thí nghiệm của ông nói về cái hành vi của chúng ta, nó chịu ảnh hưởng bởi những cái nó quan sát từ những người khác, nó đúc rút từ những người khác, chứ không phải là từ từ chính những cái mà của nó phải đương đầu, nó phải va vấp, nó phải trải qua, mà từ những cái mà nó nhìn từ người khác và nó ảnh hưởng đến hành vi của đứa trẻ. Và thí nghiệm nổi tiếng của Bandura là thí nghiệm về, ông gọi là Bubble Doll Experiment. Cái thí nghiệm này là các em nhìn trên cái slide, là ông quay lại cái video clip một cái cô sinh viên, một cái cô học trò của mình. Cái cô học trò của mình là cái cô học trò của mình ấy là Bandura, có cho cô cầm một cái búa và cầm một cái súng. Cô chơi với con búp bê, cái con lật đật, cái con búp bê Bubble Doll ấy, con lật đật là nó không thể té được ấy. Nó luôn luôn lấy cái thế thăng bằng ấy. Thì cái cô này ấy, cô dùng cái búa để cô đập vào cái con, chơi rất là bạo lực, chơi rất là bạo hành, chơi rất là thô bạo, chơi rất là tàn nhẫn. Cô lấy cái búa, cô đập cái con búp bê này. Nó té xuống ấy, thì cô lại lấy chân cô đạp. Và cô đạp rồi cô đá nó lên trần nhà, nó rớt xuống ấy, thì cô lại dùng súng cô dí vào tai nó. Chơi rất là bạo hành, chơi rất là bạo lực. Ông quay lại cái thước phim này. Và toàn bộ cái thước phim này ấy, ông cho trẻ coi, có hai nhóm trẻ, một nhóm trẻ được coi và một nhóm trẻ không được coi cái cuốn phim này. Và sau đó thì ông cho hai nhóm trẻ ở hai những cái căn phòng, hai cái lớp học khác nhau, và ông cho hai cái nhóm trẻ này cũng chơi với cái con búp bê này, và nó cũng được cầm súng cầm búa để nó chơi với con búp bê này. Thì ông thấy rằng cái nhóm mà được xem lại cái phim, được cái phim mà ông quay á, thì ông thấy rằng cái nhóm này đối xử rất là bạo lực, rất là bạo hành, rất là tàn nhẫn, rất là thô bạo với con búp bê. Còn những cái nhóm mà không được xem cái cuốn phim ấy, thì nó đối xử với con búp bê này không có bạo hành bạo lực. Vậy thì ông nói rằng cái tính cách của con người ấy, là những thứ không thể dạy được, mà là những cái không thể dạy được bằng lời, mà là những cái mà phải dạy bằng bằng chính lối sống. Đấy là những cái kết luận về hành vi đấy. Vừa rồi thì cô vừa trình bày về trường phái hành vi ha. Thế hôm nay bài của chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Chúng ta hết giờ rồi. Các em cho cô điểm danh một chút ha. Nguyễn Ngọc Quỳnh Ân. Quỳnh Ân có đây không? Việt Anh. Đặng Thị Phương Anh. Dạ có. Dạ có. Phương Dương Đoàn Phương Anh. Dương Quỳnh Anh. Minh Anh, Trịnh Minh Anh. Dạ có. Lý Miêu Biểu. Biểu. Bùi Hoàng An Châu. Dạ có. Dạ có. Võ Ngọc Minh Châu. Võ Ngọc Minh Châu. Võ Ngọc Minh Châu có. Trần Minh Đoàn. Trần Minh Đoàn.
Trần Khánh Đoan. Dạ có. Trần Khánh Đoan. Dạ có. Nguyễn Minh Dương. Dạ có. Lê Gia Hân. Bùi Lê Gia Hân. Trang Thiên Hương. Vũ Anh Huy. Dạ có rồi. Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa. Phạm Anh Khoa có không em? Trương Thịnh Lâm. Trương Thị Hương Linh. Dạ có cô. Trần Nguyệt Quỳnh Mai. Dạ có ạ. Quỳnh Gia Mẫn. Cô ơi, anh Khoa có cô ơi. Anh Khoa có hả? Dạ dạ. Quỳnh Gia Mẫn có không? Dạ có. Hoàng Đông Nghi. Hoàng Đông Nghi. Hoàng Đông Nghi có không? Nguyên Ngọc có hả? Dạ có. Phạm Thái Thanh Ngọc. Dạ có. Trần Hồng Ngọc. Trần Hồng Ngọc. Trần Mỹ Ngọc. Dạ có rồi. Trương Minh Nhật. Trương Minh Nhật. Hoàng Đông Nghi. Hoàng Đông Nghi có hả? Trương Minh Nhật có không? Có hả? Lâm Hoàng Yến Nhi. Lâm Hoàng Yến Nhi có. Lê Lâm Thảo Nhi. Dạ có cô ơi. Trần Thị Yến Nhi. Trần Thị Yến Nhi. Nguyễn Phi. Hình Diệp Thu Phương. Dạ có. Phạm Thành Phương. Dạ Phan Thanh Phương có cô. Có hả? Nguyễn Thị Mỹ Phương. Dạ có, Nguyễn Thị Mỹ Phương cô ơi. Nguyễn Thị Thu Phương Sương. Dạ có. Nguyễn Bảo Tâm. Dạ có cô ơi. Nguyễn Mạnh Thanh. Nguyễn Minh Thanh. Nguyễn Ngọc Anh Thư. Cô biết rồi, cô nhìn thấy rằng Nguyễn Ngọc Anh Thư. Dạ Anh có. Thư có. Dạ có. Uyên Thư. Dạ có cô. Nguyễn Thị Thùy Trâm. Dạ có cô ơi. Nguyễn Thị Quế Trân. Quế Trân. Nguyễn Thùy Trang. Nghiêm Thùy Trang. Dạ có cô. Trịnh Xuân Trí. Nguyễn Thùy Trang có hả? Trịnh Xuân Trí. Phạm Ngân Triệu. Phạm Anh Ngân Triệu. Thanh. Có rồi. Có hả? Thanh Trúc. Võ Nguyễn Thanh Trúc. Dạ có cô. Lê Nhật Trường. Lê Nhật Trường. Trần Quang Trường. Trương Minh có. Tuyến. Trần Quang Trường có không? Có. Dạ có. Trương Minh Tuyến. Dạ có cô. Trần Ngọc Thảo Vi. Dạ có cô. Trương Ngọc Thảo Vi. Nguyễn Hoàng Yến. Dạ có. Diễm Quỳnh có không? Dạ có. Giờ học của chúng ta hôm nay kết thúc ha. Hẹn gặp lại. Chúng ta còn 2 buổi nữa. Cô hẹn gặp lại các em. Cô ơi, em Trần Trương Thúy My, cô chưa điểm danh hả? Tên gì em? Dạ Trần Trương Thúy My ạ. Ủa em báo với cô ghi em dạ. Phép mà.
Dạ tại nãy thầy em có dặn trên tin nhắn rồi, nên là tụi em không có học của thầy môn của thầy á cô. À thế hả? Tại vì dạ, lúc dạ. Em cô ghi chữ phép mà. Rồi. Dạ. Thế nhá. Rồi, cô nghe. Dạ, Bùi Việt An nữa cô. Hồi nãy cô điểm nhận em lúc đầu á. À đây em có hả? Em có mặt hả? Dạ. Ừ. Rồi. Rồi cô chào các em. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Con chào cô ạ.